chương 201, không biết thì im miệng. Ai ai cũng biết đại sư thích ngôn của thiếu lâm và đạo trưởng hướng hư của võ đang. Đây có thể tính là hai người có thực lực mạnh nhất ở tất cả các bảng xếp hạng võ thuật. Và lại quả thật bọn họ cũng không khiến người ta thất vọng. Bọn họ vừa mới đánh bại Yamamoto và Yoshino để ngăn cơn sóng dữ cứu vãn tôn nghiêm của võ thuật hoa hạ. Nhưng mà bây giờ, vậy mà Diệp Thu lại nói, Hai người này kết hợp lại cũng không phải là đối thủ của Matsushima Taro. Điều này thực sự khiến cho Chu Thái có chút khiếp sợ. Nếu người khác nói lời này, ông ta nhất định sẽ phản bác ngay tại chỗ. Nhưng lời này là Diệp Thu nói. Chu Thái tin tưởng, nó vẫn có lý của nó. Dù sao thực lực của Diệp Thu khủng bố cỡ nào, trong lòng Chu Thái tương đối rõ ràng. Những người được gọi là đại sư võ thuật, ở trước mặt Diệp Thu, quả thật không khác gì những đứa trẻ nhưng mà Chu Thái biết rõ, nhưng những người khác chưa chắc đã biết. Audio điện tử võ tấn bền Ví dụ như thằng nhóc bé ú ngồi ở bên cạnh Lưu Viễn Trí ở đằng trước. Cậu ta là fan cuồng của võ thuật hoa hạ. Từ lúc cậu ta thổi phồng mạc côn một cách mất não là có thể nhìn ra được. Mà đối thoại giữa Diệp Thu và Chu Thái. Cậu ta ngồi yên ở đằng trước, tất nhiên có thể nghe được một chút. Trước đó Diệp Thu nói đàm nhất chắc sẽ bại bởi Yamamoto Matsushima Kazuki. Cậu ta đã không nhịn được muốn phản bác Diệp Thu mấy câu. Nhưng kết quả quả thực như là Diệp Thu nói, đàm nhất chắc thất bại. Chuyện này khiến cậu ta cắn răng, đành phải nhịn xuống. Nhưng mà lần này, thằng nhóc bé ú lại thực sự không thể nhịn nổi. Cậu ta trực tiếp quay đầu lại trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái, mặt mũi đầy khinh bỉ nói, này, thằng cha đeo khẩu trang in hình phim hoạt hình kỳ lạ kia anh đang ăn nói linh tinh cái gì đấy anh có biết gì về võ thuật không không biết cũng đừng nói bậy đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng ngư là cao thủ cấp kép của giới võ thuật đương thời hai người bọn họ kết hợp mà không đánh lại người kia sao anh nói đùa gì vậy tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi vẻ mặt của diệp thu không có biểu cảm gì thản nhiên nói cái dám gì mà ăn ngay nói thật tôi thấy anh đang tự diệt uy phong của mình tầng bốc huy phong của người khác. Thằng nhóc béo ú trợn nhìn Diệp Thu một chút, cậu ta trực tiếp la lên với đám người ở khán đài, này này này, tất cả mọi người nghe thử xem, vậy mà người này nói đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư kết hợp sẽ thua bởi tên Matsushima Kazuki kia, mọi người nói có buồn cười hay không? Thằng nhóc béo ú vừa nói xong câu này là lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người tỏ vẻ mặt không tốt chừng mắt nhìn Diệp Thu, bên trong ánh mắt đầy phẫn nộ dù sao vừa rồi đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư kết hợp đánh tan hai tên cao thủ karate, bảo vệ tôn nghiêm võ thuật hoa hạ, cũng bảo vệ tôn nghiêm người hoa. Chuyện này đã trở thành anh hùng trong lòng bọn họ làm bọn họ vô cùng sùng bái. Diệp Thu dám nói đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư kết hợp sẽ thua bởi Matsushima Kazuki. Điều này theo như bọn họ suy nghĩ, quả là đang sỉ nhục hai vị anh hùng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không nhịn được này thằng danh con kia có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đúng đấy hai vị đại sư là thích ngôn và hướng hư có võ nghệ cao cường làm sao lại thua bởi tên matsushima kazuki kia được nếu như anh xem không hiểu thì anh có thể ngâm miệng cho kín vào đừng có ngồi đó mà ăn nói bậy bạ thật sự coi bản thân mình là gì thế cuộc chiến giữa các đại sự mà để anh đến đánh giá à thằng danh con này đang tấu hài đấy à nếu như đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng ngư kết hợp mà thua con mẹ nó tôi sẽ trực tiếp biểu diễn màn tiêu chảy ngược đám người trừng mắt nhìn diệp thu rối rít trách móc chu thái sầm mặt lại với chuyện này vừa mới chuẩn bị quát lớn lại thu lại diệp thu khoát tay áo thản nhiên nói được rồi không cần phí nước bọt với bọn họ vâng chu thái nhẹ gật đầu chỉ có thể bỏ qua thấy vậy thằng nhóc bé ú còn tưởng rằng diệp thu sợ rồi cậu ta tỏ vẻ mặt khinh thường trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái, mặt mũi đầy khinh bỉ nói, thằng kia, nếu tôi là anh, chắc chắn hiện tại tôi sẽ trực tiếp chuồn đi, chứ không phải tiếp tục ngồi ở đây. Không thì chờ sau đó đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư đánh bại tên Matsushima Kazuki kia rồi, anh đợi đến lúc bị vả mặt đi. Đến lúc đó, tôi xem anh sẽ bị xấu mặt thế nào. Nói xong, thằng nhóc bé ú cười khẩy, trực tiếp xoay người đi. Lưu Viễn Trí thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, thở dài một hơi, lập tức xoay người. Ông ấy còn tưởng rằng Diệp Thu là nhân vật lớn gì, ông ấy còn cảm thấy vô cùng hứng thú, chuẩn bị sau khi bàn luận đấu võ kết thúc, nghĩ cách nói chuyện kết giao với Diệp Thu một chút. Nhưng hiện tại xem ra, lời nói và hành động của Diệp Thu làm ông ta thất vọng, tất nhiên cũng đã mất đi hứng thú muốn kết bạn với Diệp Thu. Mắt thấy trên võ đài đã sắp sửa bắt đầu. Tất cả mọi người rời lực chú ý lên trên võ đài lần nữa. Về phần Diệp Thu lại bị bọn họ xem thành trò cười. Trên võ đài, Đại sư Thích Ngôn và đạo trưởng Hướng Hư nhìn Matsushima Kazuki, trên mặt hiện đầy nghiêm nghị. Bởi vì hai người đều biết trên người mình gánh lấy hy vọng của tất cả mọi người ở đây. Có thể nói như vậy, hôm nay hai người bọn họ không thể thất bại. Một khi thất bại, như vậy sẽ không còn ai có thể chống lại Matsushima Kazuki. Mặt mũi của võ thuật Hoa Hạ cũng phải mất hết cho nên áp lực bây giờ trên lưng hai người, to lớn đến cỡ nào. Cùng lên đi, đừng nói tôi không có hai người cơ hội, tôi có thể cho hai người xuất chiêu trước. Matsushima Kazuki nhìn hai vị đại sư là thích ngôn và hướng hư, nhếch miệng lên một nụ cười khinh bỉ, mặt mũi đầy khinh thường nói. Kiêu căng ngạo mạn, cậu nhất định sẽ phải trả giá thật lớn vì sự cuồng vọng của mình. Đạo trưởng hướng hư cắn răng, lập tức quay đầu nhìn sang đại sư thích ngôn rồi nhẹ gật đầu, đại sư thích ngôn lập tức đã hiểu ý của đạo trưởng hướng hư. Hai người lập tức phân nhau ra, dự định, đồng thời tiến công thế gọng kìm Matsushima Kazuki từ hai phương hướng khác nhau. Không có thực lực, gọi là kiêu căng ngạo mạn, có thực lực gọi là tự tin. Đối phó với hai ông già các người, nói thật, tôi thật sự không cần tốn nhiều sức. Mặt mũi của Matsushima Kazuki đầy khinh thường nói. Lời này thật ngông cuồng, mọi người đang ngồi xem nghe xong đã tức giận đến cắn răng hiện tại bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem đến đoạn hai vị đại sư hung hăng dạy dỗ Matsushima Kazuki cho đã. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể triệt để phát tiết ra sự tức giận trong lòng bọn họ. A Di Đà Phật, ra tay. Đại sư thích ngôn sầm mặt lại, trực tiếp thi triển ra long trảo thủ của thiếu lâm, vào tới chỗ Matsushima Kazuki. Một bên khác, đạo trưởng hướng hư cũng giống như thế. Đối mặt với hai cao thủ đánh gọng kìm, Matsushima Kazuki vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt hiện đầy khinh thường và xem thường. Chỉ trong chốc lát sau, hai cao thủ đi tới bên cạnh Matsushima Kazuki. Đạo trưởng hướng hư dẫn đầu vung kiếm đâm tới chỗ Matsushima Kazuki. Khóe miệng của Matsushima Kazuki có chút cong lên, anh ta nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm này, tay phải lập tức hóa thành một trường, trực tiếp chém vào trên trường kiếm của đạo trưởng hướng hư. Ken Ken chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy. Trường kiếm của đạo trưởng hướng hư lại bị Matsushima Kazuki dùng tay trực tiếp chém thành hai khúc. Tình huống này không chỉ khiến cho mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả đạo trưởng hướng hư cũng ngây ngẩn ra tại chỗ. chương 202, Diệp Thu ra tay nên biết rằng. Đó là một thanh kiếm dài được chế tạo hoàn toàn bằng sắt nguyên chất. Thế mà Matsushima Kazuki thậm chí lại có thể dùng một tay trực tiếp chặt gãy làm đôi chuyện này cũng quá đáng sợ rồi không đợi đạo trưởng hướng hư kịp phản ứng matsushima kazuki đã bước nhanh về phía trước ngay lập tức tung một cú đá thẳng về phía ông ta vào thời điểm đạo trưởng hướng hư phản ứng lại và tránh đi thì hết thảy mọi thứ đã không kịp nữa rồi ầm uhm, chỉ nghe một tiếng rên vang lên đạo trưởng hướng hư bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất nửa ngày cũng không bỏ dậy nổi nhìn cảnh tượng đó Sắc mặt của tất cả mọi người có mặt tại đây đều thay đổi. Mà ngay lúc này, đại sư Thích Ngôn dùng Long Trảo Thủ của Thiếu Lâm tấn công phía sau Matsushima Kazuki. Định tung chiêu bất ngờ, khiến cho Matsushima Kazuki không kịp đề phòng. Thế nhưng, tốc độ của Matsushima Kazuki thật sự quá nhanh, còn chưa đợi đại sư Thích Ngôn thực hiện được, anh ta đã xoay người, không nhiều lời, vung chân trực tiếp mạnh mẽ hướng về phía đại sư Thích Ngôn đại sư thích ngôn bắt trước cách mà ông đã đối phó với taro yamamoto trước đây dùng tay phải của mình nắm lấy bắp chân của matsushima kazuki nỗ lực để đón tiếp một đòn mãnh liệt này tuy nhiên khi hai người họ vừa chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng rắc rắc sắc mặt của đại sư thích ngôn thay đổi ngay lập tức hét lên thảm thiết ngay tại chỗ bởi vì khi ông ta bắt lấy bắp chân của matsushima kazuki ngay lập tức cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ Thêm nữa bắp chân của Matsushima Kazuki cứng như thép vậy, cứng đến nổi không cách nào có thể dịch chuyển được. Vì thế nó khiến toàn bộ cả năm đầu ngón tay phải của ông ta đều bị gãy xương ngay lập tức. Không có bất kỳ trở ngại nào. Một khắc sau, cú đá của Matsushima Kazuki hung hãn quét về phía đại sư thích ngôn. Đại sư thích ngôn nhanh chóng bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hồi lâu cũng không đứng dậy nổi toàn bộ khán đài bỗng dưng tĩnh lặng vốn là một võ quán sôi động nhưng giờ phút này lại chẳng khác gì một cái thư viện vậy tất cả mọi người đều sướng sờ ai cũng trợn mắt há mồm nhìn hai vị cao thủ vừa bị thất bại thảm hại trên mặt lộ đầy vẻ khó tin bọn họ không dám tin những gì họ nhìn thấy là sự thật hướng hư và thích ngôn hai vị đại sư bậc thầy những anh hùng mà bọn họ sùng bái tôn thờ trong tình huống hai người họ liên thủ với nhau mà lại bị thất bại bởi Matsushima Kazuki. Chuyện này làm cho những ai đang có mặt tại đây đều không cách nào chấp nhận được, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đặc biệt là tên béo đã điên cuồng chế nhạo Diệp Thu lúc trước. Giờ phút này lại như bị nghẹn ở cổ họng, miệng mở thật to, nhưng hồi lâu cũng không nói được thành lời. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ vừa nãy cậu ta vẫn còn đang diếu cợt diệp thu vì đã không hiểu gì lại còn nói những lời bậy bạ nhưng bây giờ hai vị đại sự thật sự bị đánh bại điều này làm cho cậu ta cảm thấy có một bàn tay to vô hình đang hung hăng tát vào mặt mình hơn nữa lại còn tát rất mạnh thật sự quá mất mặt lưu nguyên trí cũng vô thức quay đầu lại nhìn diệp thu trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc ông ta thực sự không nghĩ đến người thanh niên mang chiếc khẩu trang hoạt hình bọt biển này lại nói chính xác như thế không thể tin được cậu diệp những gì cậu nói thật sự chính xác xem ra thực lực của tên matsushima kazuki này quá ghê gớm rồi chu thái giơ ngón tay cái về phía diệp thu diệp thu cười nhạt không nói gì trên sàn đấu sau khi đánh bại hai vị đại sư matsushima kazuki nhất thời trở nên vô cùng kiêu ngạo trực tiếp nhìn về phía các vị võ sư trên hàng ghế vip mặt đầy khinh thường hỏi, đây chính là võ thuật Trung Hoa của các người đấy à? Hai tên này đại diện cho sự lợi hại của võ thuật Trung Hoa đây sao? Thứ lỗi cho tôi xin nói thẳng, thật đúng là còn không chịu nổi một đòn nữa, karate của chúng tôi mới là mạnh nhất thế giới, trước mặt karate, võ thuật Trung Hoa của các người chỉ là một trò đùa thôi. Nghe những lời đầy khinh thường của Matsushima Kazuki, các vị đại sư võ thuật ở đây đều giận nhưng không dám nói gì. Dù sao, ngay cả hai người mạnh nhất trong bọn họ là Đại sư Thích Ngôn và Đạo trưởng Hướng Hư Liên Thủ mà còn không phải là đối thủ của Matsushima Kazuki. Thì nếu đổi thành bọn họ, đi lên chỉ tổ bị đánh cho tơi tả mà thôi. Thấy vậy không vị Đại sư nào dám lên tiếng. Matsushima Kazuki lại càng thêm tự đắc, quay đầu nhìn về phía Mạc Côn, coi thường hỏi, quán chủ của quyền quán thương ứng, ông nghe cho kỹ đây, tôi cho ông ba ngày, hãy nhanh chóng đóng cửa võ quán này đi quyền quán thương ứng của các người căn bản không xứng để thuê một địa điểm rộng lớn như vậy chỉ lãng phí mà thôi không thì ông nên chuyển sang bãi rác rồi tiếp tục mở võ đường dạy võ ở đó cũng được bởi vì thứ rác rưởi thì phải ở chỗ để rác rưởi mà thôi người trung quốc các người là rác rưởi võ thuật trung hoa cũng là thứ rác rưởi nói xong masushima kazuki cười khinh miệt định mang theo hai đồ đệ của mình rời khỏi đây kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục Ông đây liều mạng với mày. Hai mắt Mạc Côn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp thi triển quyền pháp thương ứng, lao về phía Matsushima Kazuki. Tuy nhiên, ông ta vừa lao đến sau lưng Matsushima Kazuki, còn chưa kịp động thủ. Matsushima Kazuki đã trực tiếp xoay người, đá thẳng vào lồng ngực Mạc Côn. Phốc, Mạc Côn phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, cả người bay ra ngoài, sau khi rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng một hồi lâu cũng không đứng dậy được hiển nhiên là bị thương rất nặng vẫn là không chịu nổi một đòn nói các người là thứ rác rưởi cũng thật sự là quá đề cao rồi matsushima cười với vẻ mặt vô cùng khinh thường nói ngay sau đó anh ta quay đầu nhìn những người đang có mặt bên dưới vô cùng phách lối hỏi tôi nói võ thuật trung hoa của các người chính là rác rưởi còn ai không phục nữa nếu ai không phục thì bước lên đây cùng so tài một chút được chứ nghe vậy tất cả mọi người đều tức đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không nghĩ ai đến việc đứng ra ứng chiến. Bởi vì sức mạnh của Matsushima Kazuki thực sự quá đáng sợ. Thấy vậy, nụ cười kiêu ngạo trên gương mặt Matsushima Kazuki nhất thời càng tăng lên, anh ta cười khinh miệt nói, không có ai sao. Ha ha, thật sự là một lũ đàn ông Đông Á yếu ớt, sau này đừng để tôi nghe được các người nói bậy bạ chó má gì về võ thuật Trung Hoa nữa, cũng chỉ là một đống rác rưởi mà thôi nói xong matsushima kazuki vừa định mang theo yamamoto và yoshino mặt đầy phách lối rời đi chờ một chút tuy nhiên tại thời điểm này một giọng nói nhàn nhạt, nhạt từ khán đài truyền đến nghe thấy vậy matsushima kazuki dừng lại quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh mà mọi người ở đây cũng rối rít quay đầu nhìn xung quanh chỉ thấy một bóng người đang đứng lên ở hàng ghế thứ ba đếm ngược từ dưới lên phía cuối khán phòng đó là một thanh niên mặc bộ tây trang màu đen, nhưng trên mặt lại mang một chiếc khẩu trang hoạt hình bọt biển trên mặt. Lối ăn mặc vô cùng quái dị, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng choáng váng. Mà người này không phải là ai khác, chính là Diệp Thu đến quyết đấu theo hẹn. Vốn dĩ anh không định nhúng tay vào việc vớ vẩn này. Trong giới võ thuật, chuyện so tài với nhau cũng là thường thấy. Nhưng, chương 203, chỉ cần một chiêu, cậu Diệp nhìn diệp thu đột nhiên đứng dậy trong mắt chu thái hiện lên một tia kinh ngạc bối rối hỏi cậu đây là có một số việc vớ vẩn tôi không muốn quản nhưng lại có một số việc tôi không thể không quản được diệp thu khẽ cười nhàn nhạt nói ngay sau đó anh trực tiếp nhấc chân lên đi về phía sàn đấu đây không phải là tên nhóc vừa nói đại sư thích ngôn và và đạo trưởng hướng hư sẽ cùng thất bại sau cậu ta định làm gì vậy không phải cậu ta chuẩn bị khiếu chiến với matsushima kazuki đấy chứ trời ạ à, cậu ta nhất định là điên rồi có không ít người cũng nhận ra diệp thu họ đều cảm thấy hết sức kinh hãi cứ như thế trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người diệp thu đã đi lên sàn đấu đứng đối mặt cùng với matsushima kazuki matsushima kazuki liếc nhìn thanh niên mang khẩu trang hoạt hình bọt biển trước mặt khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt ối cha cuối cùng cũng có một người có dũng khí đứng ra rồi sao đây tên nhóc cậu định khiêu chiến với tôi sao đúng thế diệp thu thản nhiên đáp lời này vừa nói ra toàn bộ khán phòng đều bị sốc điên rồi tên nhóc này hẳn là điên rồi ngay cả đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng ngư kết hợp lại còn không phải là đối thủ của matsushima vậy thì cậu ta một người bình thường trên khán đài mà dám thách đấu với matsushima sao cậu ta muốn chết có phải không mặc dù có khí phách đáng khen ngợi nhưng đây quả thực là một hành vi hết sức ngu ngốc tôi đoán matsushima có thể đá chết cậu ta chỉ bằng một cú đá thôi ai ra tên nhóc này thật sự khờ quá chẳng lẽ cậu ta không thấy các vị sư phụ trước đây đều bị đánh bại thảm hại à vốn dĩ võ thuật trung hoa của chúng ta hôm nay đã đủ mất mặt rồi bây giờ cậu ta còn muốn lên đó thật là muốn đem thể diện của người hoa làm mất mặt triệt để sao trong lúc nhất thời mọi người trong khán phòng đều bàn tán sôi nổi có kinh ngạc, có khinh thường, còn một số thì cảm thấy xấu hổ khi Diệp Thu lên đó. Nói tóm lại, ngoài Chu Thái, không một ai coi trọng Diệp Thu cả. Dẫu sao thì Matsushima Kazuki cũng đã cho thấy sức mạnh kinh khủng của mình. Mà lúc này, Diệp Thu, một người bình thường đang ngồi trên khán đài vẫn muốn khiêu chiến với anh ta. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đi tìm cái chết. Ngay cả những võ sư đang ngồi trên hàng ghế VIP cũng phải thở dài lắc đầu khi thấy điều này. Cậu thanh niên trẻ, mau xuống đi, đừng để chúng ta phải xấu hổ nữa. Tên Matsushima này rất lợi hại, đừng vì một lúc nóng giận mà hấp tấp, anh ta sẽ giết chết cậu đấy. Đúng vậy, chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh ta đâu, cậu cần gì phải đi chịu chết thế chứ? Các vị đại sư lần lượt nói. Chàng trai trẻ, lòng dũng cảm của cậu thật đáng ghi nhận, nhưng cậu phải nhìn vào thực tế, Matsushima không phải là người mà cậu khiêu chiến đâu, hãy đi xuống đi. Đạo trưởng hướng hư, người vừa bị thương ngã xuống đất, nhìn Diệp Thu, cũng lên tiếng thuyết phục anh. A-di-đà Phật, đừng hy sinh không cần thiết, việc võ thuật Trung Hoa không địch lại karate ngày hôm nay đã thành điều không thể tránh được, thí chủ, cậu mau lui xuống đi. Đại sư thích ngôn thở dài, bất lực nói. Nghe những lời này, sắc mặt Matsushima Kazuki hiện lên đầy vẻ đắc ý, sau đó khinh thường nhìn Diệp Thu nói, nhóc con, nghe thấy chưa? đến từ chỗ nào thì mau cút về chỗ đó đi, tôi thật sự không muốn động tay với thứ rác rưởi này nữa, thật là lãng phí thời gian. Thật sự không biết ai cho cậu dũng khí để lên đây khiêu chiến với tôi. Một chiêu. Diệp Thu vô cảm, nhẹ giọng nói. Hử. Matsushima Kazuki sừng sốt trong chốc lát, nhất thời không hiểu ý của Diệp Thu, khó hiểu hỏi cái gì một chiêu. Đánh bại anh chỉ cần một chiêu là đủ. Diệp Thu thản nhiên nói. Lời này vừa dứt, không chỉ matsushima kazuki choáng váng mọi người trên khán đài cũng đều sửng sốt không phải là quá khoác lác rồi đấy chứ nên biết rằng matsushima kazuki là một sự tồn tại mạnh mẽ thậm chí ngay cả đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư cũng không thể đánh bại nổi diệp thu thực sự nói rằng anh ta có thể đánh bại matsushima kazuki chỉ bằng một chiêu còn có thể khoác lác hơn được nữa không đấy nhất thời mọi người dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc để nhìn diệp thu xem thường nói có thể cút xuống đây nhanh không đừng làm mất mặt thêm nữa trời ạ à, tôi chưa từng thấy một người nào khoác lác đến thế tên này quả nhiên tâm thần không bình thường nhìn khẩu trang cậu ta đeo đi làm gì có người lợi hại nào lại mang khẩu trang hoạt hình cơ chứ tôi nghĩ rất có thể tên này vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần tuy nhiên đối với những lời lẽ khinh thường này diệp thu dường như không nghe thấy nhìn Matsushima Kazuki đang ngây người, nhàn nhạt hỏi chúng ta bắt đầu được chưa? Nghe vậy, Matsushima Kazuki sừng sốt trong giây lát, sau đó ngẩng đầu lên, ngửa đầu phá lên cười khinh bỉ ha ha ha, xem ra người Trung Quốc các người không giỏi võ công, nhưng khả năng khoác lác lại vô cùng xuất sắc đấy, thật sự khiến tôi không theo kịp mà. Một chiêu có thể đánh bại tôi, cậu có thể khoác lác hơn được nữa không? Tôi chẳng qua chỉ đang nói sự thật, hơn nữa, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian cho anh. Diệp Thu nhàn nhạt nói, thật giỏi, nhóc con, nếu cậu đã không biết điều như vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Matsushima Kazuki nheo mắt, cười lạnh nói, tới đi, Diệp Thu nhàn nhạt nói, cậu để tôi ra tay trước. Đôi mắt của Matsushima Kazuki đột nhiên trợn to, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Nếu như tôi ra tay trước thì anh sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa đâu. Diệp Thu không cảm xúc nói: "Hay, mày ngon, mày thành công khơi dậy cơn giận của tao rồi, đã như vậy, hôm nay tao sẽ để mày cảm nhận được một chút thế nào gọi là sức mạnh karate của đất nước tao." Sắc mặt Matsushima Kazuki trở nên u ám, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Ngay lập tức, anh ta dừng nói nhảm với Diệp Thu, trực tiếp dùng chân hung hăng đá về phía anh. Cú đá ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh hoàng trong đó đừng nói người bình thường. Ngay cả một người luyện võ khi bị đá chúng cũng chắc chắn sẽ bị gãy xương ngay tại chỗ. Khẳng định là như vậy. Thêm nữa Matsushima Kazuki đang bị Diệp Thu chọc giận, khi đã ra tay thì không hề nhẹ tay chút nào. Mắt thấy một cú đá mang theo sức lực kinh hoàng chuẩn bị đánh về phía Diệp Thu với tốc độ cực nhanh. Ngay tại giờ khắc này, tất cả mọi người, dù là võ sư hay khán giả bình thường đều lắc đầu ngán ngầm. Theo suy nghĩ của bọn họ, Diệp Thu lần này cho dù không chết thì ít nhất cậu ta cũng phải nằm bệnh viện vài tháng. Tuy nhiên, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, sắc mặt Diệp Thu vô cùng bình thản, với một động tác hết sức kỳ lạ, đã nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh. Điều này khiến một cú ra chân của Matsushima Kazuki, vốn gần như không thể nào tránh khỏi, lại đột ngột đá vào khoảng không. Thấy vậy, Matsushima Kazuki hoàn toàn bị sốc, bởi vì trong một khoảng cách ngắn như vậy, lấy tốc độ kinh người của anh ta một người bình thường dù thế nào cũng không thể nào tránh khỏi nhưng diệp thu lại có thể làm điều đó như thế nào lúc này matsushima kazuki gần như không thể bình tĩnh lại mà ngay lúc này diệp thu nhìn matsushima kazuki khóe miệng nở một nụ cười bông đùa nhàn nhạt, nhạt nói tiếp theo đến tôi vừa dứt lời lập tức chỉ nhìn thấy cái bóng của Diệp Thu, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt Matsushima Kazuki. Sắc mặt Matsushima Kazuki nhanh chóng thay đổi, theo bản năng muốn tấn công về phía Diệp Thu. Nhưng, anh ta chưa kịp ra tay. Diệp Thu đã nâng tay phải của mình lên, xoay tròn giữa không chung, trực tiếp đánh thẳng vào má trái của Matsushima Kazuki. 3. Chỉ nghe một tiếng tát rất mạnh vào mặt răng trong miệng của Matsushima Kazuki lập tức bị rơi ra, máu phun ra ngoài. Mà cả người anh ta, giống như một con quay vậy, ngay tại chỗ xoay tròn và bay thẳng ra ngoài. chương 204, thập thủ tắt heo cú bay này ước chừng khoảng mười mấy mét. Sau khi nặng nề rơi xuống đất, Matsushima Kazuki nằm im trên mặt đất, hồi lâu cũng không đứng dậy nổi. Trong khoảnh khắc này, anh ta chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, giống như bị sét đánh cả người đều không xong rồi. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người dưới khán đài đều sướng sờ. Bất luận là những võ sư trên ghế VIP, hay những doanh nhân giàu có ở khán đài phía sau kia. Giờ phút này, mắt của từng người ở đây thiếu chút nữa trợn trừng rơi ngay tại chỗ, miệng há thành hình chữ O. Bọn họ không thể tin rằng cảnh tượng mà họ nhìn thấy trước mắt lại là sự thật. Điều mà ngay cả đại sư thích ngôn và đạo trưởng hướng hư cũng không thể chống lại được Matsushima Kazuki. Mà bây giờ, Diệp Thu, một thanh niên đeo khẩu trang hoạt hình, lại cho anh ta một cái tát đến ngã xuống đất, hơn nữa lại còn không thể đứng dậy được. Chuyện này thực sự không thể nào tin được. Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Trước đó, dù thế nào bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này. Nhất là những võ sư trên hàng ghế VIP không hề coi trọng Diệp Thu chút nào, họ chỉ cảm thấy rằng Diệp Thu nếu đi lên sẽ chỉ làm mất mặt thêm. Giờ phút này Tất cả đều đang cảm thấy đau nhói ở trên mặt, như thể bị ai đó vô hình tát một cái vào mặt vậy. Muốn có bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu, thật muốn trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Nhất thời, toàn bộ võ quán lại một lần nữa rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng hít thật sâu cùng tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, Chu thái là người đầu tiên từ trên ghế đứng dậy, vỗ tay kêu lên, hay lắm. Đánh hay lắm theo lời Chu Thái vừa nói ra. Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm vang lên khắp võ quán. Rất hả giận, đúng là rất hả giận, một cái tắt này, nhìn quá đã. Đây được gọi là cao thủ dân gian đúng không? Thật đúng là cao thủ thực sự, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì ngay lập tức khiến ai cũng phải kinh ngạc mà, quá đỉnh. Thật là hầm hố, lúc nãy chúng ta còn tưởng cậu ta khoác lác, nhưng không ngờ con người này quả là quá tuyệt vời. Có người này ở võ thuật Trung Hoa chính là vô cùng có hy vọng. Từ nay về sau, xem ai còn dám coi thường võ thuật Trung Hoa, khinh thường người Trung Quốc chúng ta nữa chứ. Đại hiệp, đây thật sự là đại hiệp, nhất định phải xin chữ ký của anh ấy mới được. Trong lúc này, bên trong võ đường vang lên rất nhiều tràng pháo tay. Mặc dù ban đầu mọi người không mấy lạc quan về Diệp Thu. Tuy nhiên Diệp Thu quả thực chỉ đánh bại Matsushima Kazuki bằng một chiêu. Việc này khiến họ kính nể Diệp Thu từ tận đáy lòng. Vì hành động này Diệp Thu không chỉ khôi phục tôn nghiêm của võ thuật Trung Hoa, mà còn khôi phục tôn nghiêm của tất cả người dân Trung Quốc có mặt tại đây. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Diệp Thu nhấc chân đi tới bên cạnh đạo trưởng hướng hư và đại sư Thích Ngôn, nhìn hai người bọn họ hỏi, hai người không sao chứ? Cả hai vẫn còn đang bàng hoàng, nghe vậy vội lắc đầu, không, không sao. Vậy thì tốt. Diệp Thu khẽ mỉm cười. Đối với hai người họ, Diệp Thu vẫn có một chút ấn tượng tốt. Bởi vì bọn họ và cả võ thuật của họ khác so với những võ sư khác. Hai người này là những người chân chính bảo vệ tôn nghiêm của võ thuật Trung Hoa, không có bất kỳ lòng riêng nào. Cảm tạ hành động của cậu vì đã lật ngược tình thế và cứu lấy phẩm giá của võ thuật Trung Hoa, nếu không, khi sự việc ngày hôm nay được truyền ra ngoài, thật đúng là không còn mặt mũi nào. Đại sư thích ngôn nhìn Diệp Thu, mặt đầy cảm kích nói. Đúng vậy, cậu thật sự là một người quá xuất sắc. Mặc dù cái tát vừa rồi trông có vẻ đơn giản, nhưng kỹ năng chứa đựng trong đó thực sự vượt quá tầm tay của chúng tôi. Có cậu ở đây, võ thuật châm hoa thật sự có hy vọng. Đạo trưởng hướng ngư hư mặt đầy sùng bái nói. Đây là điều tôi nên làm. Diệp Thu cười khoát tay, sau đó xoay người đi tới trước mặt Matsushima Kazuki, cúi đầu nhìn anh ta, nhẹ giọng nói đây là karate của đất nước các người sao tôi thấy cũng chỉ thế mà thôi sau này nếu học hành chưa tới thì cũng đừng khoe khoang làm mất thể diện như thế tôi sợ anh bị người ta đánh chết đấy anh anh rốt cuộc là ai hơn nữa cái tát vừa rồi của anh cũng không thể coi là võ thuật trung hoa được biểu cảm khuôn mặt của matsushima kazuki thay đổi anh ta nhìn diệp thu với vẻ đầy sợ hãi hỏi tôi là người trung quốc tại sao những chiêu thức tôi sử dụng lại không thể coi là võ thuật trung hoa chứ hơn nữa nó có một cái tên vô cùng dễ nghe đấy diệp thu tinh nghịch nói tên gì chứ matsushima kazuki hỏi theo bản năng thập thủ tắt heo khóe miệng diệp thu khẽ cong lên sau đó nói đùa nói chính là đặc biệt dùng để đánh một tên nhật bản ngu như heo giống anh chết tiệt mày dám làm nhục tao tao sẽ giết mày hai mắt matsushima kazuki nhìn chằm chằm vào diệp thu gần như phát điên ngay sau đó bỏ dậy từ dưới đất diệp thu trực tiếp nhấc chân phải lên dẫm lên đầu của matsushima kazuki đặt nó trở lại trên mặt đất cho dù matsushima kazuki có giấy dụa thế nào cho dù dùng hết sức lực vẫn bị diệp thu dẫm dưới chân mà không thể động đậy gì được a à, matsushima kazuki vô cùng tức giận gào lên đừng gào nữa nếu gào thêm một tiếng nữa tôi cũng không ngại để anh nằm trong bệnh viện cả đời đâu đấy trong mắt diệp thu lóe lên một tia lạnh lẽo chân phải đột một tăng lực một lần nữa matsushima kazuki cảm thấy đầu của mình sắp bị diệp thu làm cho nổ tung anh ta thật sự tin rằng nếu mình tiếp tục la lên diệp thu rất có thể sẽ trực tiếp giết chết mình mất vì thế matsushima kazuki nhanh chóng ngừng la lên sắc mặt rất khó coi nói tôi không la nữa xin hãy mau buông tôi ra muốn tôi thả anh đi cũng được chỉ cần anh quỳ xuống trước mặt mọi người xin lỗi võ thuật trung hoa xin lỗi người trung quốc thì tôi sẽ để cho anh đi diệp thu nhàn nhạt nói chết tiệt không thể nào dù thế nào tao cũng không quỳ cho dù mày có giết tao tao cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ khuôn mặt của matsushima kazuki trở nên u ám vô cùng quật cường nói ồ vậy tôi phải giết anh thôi diệp thu không cảm xúc gật đầu một cái sau đó giơ chân lên cao định tung một cú đạp mạnh vào đầu matsushima kazuki nhìn bàn chân cách đầu mình càng lúc càng gần cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong nó matsushima kazuki thật sự tin rằng chừng nào bàn chân này còn ở trên đầu anh ta vậy thì đầu anh ta chắc chắn có thể sẽ vỡ ra như một quả dưa hấu ngay tại chỗ này không ngờ tên này thật sự định trực tiếp ra tay giết mình à không anh ta sẽ trực tiếp dùng chân để giết Nghĩ đến đây. chương 205, không do dự đầu hàng. Diệp Thu nghe thấy thế, buông chân phải xuống, khóe miệng hơi cong lên, châm chọc nói, tôi còn tưởng rằng người Nhật các người mang khí khái lắm cơ mà, mới thế này mà đã kinh sợ rồi. Tinh thần võ sĩ đạo của người thì sao? Chỉ cần anh không giết tôi, thì chuyện gì cũng được, tôi nguyện ý xin lỗi vì tất cả những lời nói của tôi trước đây. Matsushima Kazuki hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi nói, vậy thì cũng tạm được mau nói xin lỗi đi diệp thu nhẹ giọng nói nghe vậy matsushima kazuki không dám dây dưa thêm nhanh chóng bỏ dậy từ mặt đất đi đến trước mặt mọi người có mặt ở đây mở miệng nói thật xin lỗi tôi quỳ xuống diệp thu lạnh lùng nói thấy thế matsushima kazuki quay đầu lại nhìn diệp thu sắc mặt khó coi thương lượng xin hãy cho tôi để lại một chút tôn nghiêm cuối cùng được không không thể quỳ xuống xin lỗi hoặc là chết diệp thu mặt không cảm xúc nói giọng điệu không thể thương lượng anh matsushima kazuki chừng lớn hai mắt trầm giọng nói đừng có mà quá đáng sư phụ của tôi là karate đẳng cấp thế giới chiaki kanzaki anh làm nhục tôi làm nhục karate thế này chắc chắn ông ấy sẽ không bỏ qua cho anh phải không vậy thì để ông ta đến đây tìm tôi sau đi còn bây giờ nếu anh không quỳ xuống xin lỗi Vậy thì cũng đừng nghĩ đến việc còn sống mà đi ra khỏi võ quán này." Diệp Thu cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát khí. Điều này khiến Matsushima Kazuki bất giác run lên, hết sức không cam lòng, nắm chặt tay thành quả đấm. Ngay sau đó, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhìn tất cả mọi người, sắc mặt vô cùng khó coi nói, "Thật xin lỗi. Vì những lời tôi đã nói lúc nãy, tôi thành thật xin lỗi mọi người, xin lỗi võ thuật Trung Hoa, xin hãy tha thứ cho tôi." Nghe những lời này, ai cũng đều sửng sốt, sau đó trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bị Matsushima Kazuki sỉ nhục như vậy, trong lòng bọn họ đều nghẹn một bụng bất bình. Mà bây giờ, Matsushima Kazuki lại quỳ xuống trước mặt họ nói xin lỗi. Chuyện này khiến tất cả mọi người thật sự quá sảng khoái. Ngay sau đó, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu càng thêm sùng bái. Bởi vì họ biết, nếu không có sự xuất hiện của Diệp Thu, căn bản kết quả sẽ không bao giờ được như vậy bây giờ tôi có thể đi chưa? Matsushima Kazuki sắc mặt rất tệ quay đầu hỏi Diệp Thu. Đừng nôn nóng, trước khi đi, tôi tặng anh thêm một món quà. Khóe miệng Diệp Thu khẽ cong lên, trực tiếp tiến lên phía trước, nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay của Matsushima Kazuki dùng sức vặn mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng, rắc rắc. Hai cánh tay của Matsushima Kazuki bị Diệp Thu bẻ ngay tại chỗ. Thậm chí xương cốt bên đều vỡ vụn, đứt đoạn, căn bản không cách nào có thể hồi phục lại được. Đôi tay của Matsushima Kazuki xem như đã hoàn toàn bị vứt đi rồi. A! À, vào khoảnh khắc này, một tiếng thét thấu tim vang vọng khắp phó quán. Nghe thấy thế, mọi người đều tự tưởng tượng nhìn về cánh tay của mình rồi lạnh toát cả sống lưng. Nếu anh cảm thấy không phục, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, kể cả sư phụ của anh cũng vậy, cứ chuẩn bị đến đây bị tôi phế cả tay chân là vừa. Cút đi! Diệp Thu thản nhiên nói. Mày chờ đấy cho tao. Matsushima Kazuki mặt đầy đau đớn chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó với sự hỗ trợ của Yamamoto và Yoshino, vô cùng chật vật chạy trốn khỏi quyền quán thương ứng. 333. Bên trong võ quán, một lần nữa lại vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng những tiếng khen ngợi. Dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, Diệp Thu quay đầu nhìn Mạc Côn trên mặt đất, thản nhiên nói, quán chủ Mạc, đã bị chế một lúc mất rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu quyết đấu đi. Vừa dứt lời, tất cả những người đang nhiệt liệt vỗ tay nhất thời đều ngẩn ra. Nếu Diệp Thu không nói về chuyện này, hình như bọn họ đều quên rằng hôm nay họ đến đây để làm gì. Giờ phút này nghe Diệp Thu nói vậy, ai cũng đều bị sốc. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ người muốn quyết đấu cùng Mạc Côn chính là người thanh niên vừa mới đánh bại Matsushima Kazuki sao? trong lúc này biểu cảm của mọi người trong khán phòng đều thay đổi đến mức quái dị nên biết rằng lúc ban đầu bọn họ vẫn đang bàn tán rằng tên nào dám ăn gan hùm mật gấu lại dám đến thách đấu với mạc côn đây hoàn toàn là một hành động tìm chỗ chết cậu ta nhất định sẽ bị mạc côn đánh tơi bời chỉ bằng một chiêu mà thôi răng rơi khắp sàn cho mà xem nhưng bây giờ thì sao ngay cả matsushima kazuki thậm chí còn bị diệp thu tát bay ra ngoài huống chi chỉ là mạc côn cơ chứ nghĩ đến đây bất kỳ ai cũng không khỏi giữ được bình tĩnh mà không thể bình tĩnh nhất đương nhiên chính là mạc côn ban đầu ông ta còn tràn đầy tự tin lên kế hoạch phải cho diệp thu một bài học nghiêm khắc trước mặt tất cả các võ sư trong giới võ thuật để trả thù cho đàn em trịnh luân của mình và vì danh dự của quyền quán thương ứng nếu không ông ta cũng sẽ không mời nhiều người đến xem trận quyết đấu này như thế ngược lại bây giờ Diệp Thu đã cho thấy thực lực của mình, không biết bỏ xa ông ta bao nhiêu dặm rồi. Còn quyết đấu cái gì nữa chứ? Đưa đầu ra đánh sao? Hít một hơi thật sâu. Mà côn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc trên mặt, mặt đầy lúng túng nói, người anh em này quá xuất chúng, hôm nay đã lật ngược tình thế, bảo vệ được danh tiếng của võ thuật Trung Hoa, mà côn tôi tự biết mình không thể địch lại, cho nên quyết chủ động nhận thua, mong rằng cậu hãy dơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng vừa dứt lời. Khóe miệng của tất cả mọi người có mặt ở đây đều có quắp lại. Đây tuyệt đối là cuộc đấu tay đôi nhanh nhất mà họ từng chứng kiến. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Không thể không nói rằng, Mạc Côn đầu hàng vô cùng quả quyết, không do dự chút nào. Nhưng đối với chuyện này, không có bất kỳ ai dám cười nhạo Mạc Côn. Bởi vì sức mạnh của Diệp Thu quá kinh khủng. Mạc Côn trực tiếp nhận thua, cũng là hợp tình hợp lý nếu không thì chỉ tự chuốc hỏa vào thân mà thôi thấy mạc côn thừa nhận thất bại một cách dứt khoát như vậy khóe miệng của diệp thu cũng hơi cong lên sau đó bước tới trước ngồi xổm xuống trước mặt mạc côn dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi ở cổng nhà hàng ra thế lần đó ông đi theo tiêu thần còn nhớ ai đã đạp bay mình không nghe xong những lời này mạc côn sửng sốt trong chốc lát ngay sau đó sắc mặt thay đổi nhanh chóng hoảng sợ nói cậu 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 chính là người đó sao biết vậy thì tốt lần này tôi tới đây chính là muốn cảnh báo ông đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa tôi vốn không muốn khiêu khích bất cứ ai người không đụng đến tôi thì tôi sẽ không đụng lại hy vọng đây là lần cuối cùng nếu không tôi không ngại để cho ông và cả quyền quán thương ứng của ông hoàn toàn biến mất khỏi giang châu đâu diệp thu lạnh lùng nói cả người mà côn run lên hít vào một hơi khí lạnh run rẩy nói cậu yên tâm Tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Đùa gì thế? Nhìn năng lực mà Diệp Thu đã thể hiện trong hôm nay, cho dù có 10 người như ông ta cũng nhất định không phải là đối thủ của Diệp Thu. Cho nên sau này, ngàn vạn lần ông ta cũng không bao giờ dám xúc phạm Diệp Thu nữa. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 206, thật sự khó ăn đến vậy sao? Diệp Thu quay đầu lại nhìn đạo trưởng Hướng hư, lắc đầu nhẹ giọng nói không cần đâu tôi chỉ làm chuyện mà tôi nên làm mà thôi nói xong diệp thu vẫy tay với chu thái trên khán đài ngay sau đó bước nhanh ra ngoài võ quán mà không quay đầu lại chu thái vội vàng đứng lên đuổi theo mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn theo bóng lưng của diệp thu sau đó là một loạt tiếng cảm thán thế nào mới gọi là anh hùng cơ chứ đó mới chính là anh hùng thực sự lúc khó khăn thì ra mặt lật ngược tình thế ngăn cản khí thế hung hãn của karate, mang lại vẻ vang cho võ thuật Trung Hoa. Sau đó, lại không khoe khoang, thậm chí ngay cả tên mình cũng không muốn tiết lộ, vội vã rời đi. Không muốn để cho mọi người một cơ hội để cảm kích. Giống như câu thành ngữ. Xong việc phủi áo ra đi. Thân danh giấu kín, thế gian chẳng tường. Khiêm tốn đến nhường nào. Và chính đây mới gọi là anh hùng thực sự. Trong giờ phút này ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Thu lại càng thêm hâm mộ. Bao gồm cả Lưu Viễn Trí. Từ nay về sau, cả đời bọn họ cũng không quên được ngày hôm nay. Bóng người mặc tây trang màu đen, đeo khẩu trang hoạt hình bọt biển này sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng họ. Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết là, sở dĩ Diệp Thu đi gấp như vậy, không phải vì anh muốn giữ một dáng vẻ khiêm tốn gì đâu. Mà là anh chỉ xin Lâm Thanh nhã nghỉ giải lao có một tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ đã hơn 2 tiếng mất rồi. Nhìn người mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Thanh nhã trên điện thoại. Diệp Thu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh phải mau chóng trở về công ty thôi. Nếu không thực sự sẽ chết chắc. Đợi sau khi Chu Thái đi ra. Diệp Thu yêu cầu ông ta nhanh chóng lái xe đưa mình trở về công ty. Dọc đường, Chu Thái dường như có điều muốn nói với Diệp Thu. Nhưng nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của anh, ông ta cũng không tiện mở miệng. Cứ như vậy, mãi cho đến khi xe dừng trước cửa của tòa nhà Lâm Thị. Chu Thái thật sự không nhịn được nữa, nhìn Diệp Thu nói, "Cậu Diệp, cậu." "Chu Thái à, tôi thật sự không kịp nữa rồi, có chuyện cần nói cứ nói sau nhé, tôi đi trước đây." Diệp Thu ngắt lời Chu Thái, sau khi nói xong liền vội nhảy ra khỏi xe, cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh về phía tòa nhà Lâm Thị. Nhìn bóng lưng Diệp Thu rời đi, Chu Thái há miệng một cái. Cuối cùng chỉ có thể thở dài lắc đầu, ô, xem ra tôi cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thôi. Đi vào công ty, Diệp Thu rè dặt đi đến phòng kinh doanh. Đầu tiên anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau khi xác nhận rằng không có bóng dáng Lâm Thanh Nhã ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi sải bước đi vào. "Diệp Thu, anh làm gì thế? Sao bây giờ mới quay về?" Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, mặt đầy nghi hoặc hỏi. "Không có gì, tôi đi gặp khách hàng ấy mà." Diệp Thu cười nói: "Ừm, um, tôi cảm thấy sau khi anh lên làm trưởng nhóm, đột nhiên bận rộn thêm nhiều đấy, cả ngày cũng không thấy mặt mũi đâu." Hà Tình Tình chề môi, có chút bất đắc dĩ nói: "E hèm." Diệp Thu nhanh chóng ho khan hai tiếng, sau đó nhìn Hà Tình Tình hỏi: "Đúng rồi, Lâm tổng không đến bộ phận kinh doanh của chúng ta đúng không?" "Không đâu, Lâm tổng là người đứng đầu tập đoàn, làm sao có thể lui đến một nơi nhỏ như bộ phận kinh doanh của chúng ta cơ chứ?" Hà Tình Tình lắc đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Thu gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh lại. Thì ngay tại thời điểm này, bên ngoài phòng kinh doanh, một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Đôi chân thon dài được bọc trong đôi tất lụa màu đen. Nhìn một cái là biết, nhất định là thư ký của Lâm Thanh Nhã, Chu Thiến. Diệp Thu, đi theo tôi, Lâm Tổng muốn gặp anh. Giọng nói lạnh lùng vang khắp phòng kinh doanh nhất thời. Tất cả sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào người Diệp Thu. Diệp Thu cười khổ. Chuyện sẽ đến, thì chắc chắn sẽ đến, có tránh cũng không khỏi. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Vào lúc này, nhiệt độ trong phòng dường như thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Lâm Thanh Nhã ngồi trước bàn làm việc, nhìn chầm chầm Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, nói đi, lần này lại đi đâu? Tại sao chỉ xin nghỉ một tiếng đồng hồ mà bây giờ mới quay trở về? sao anh không dứt khoát đi thêm nửa tiếng nữa rồi quay lại đến lúc đó vừa vặn có thể trực tiếp nghỉ việc luôn được rồi hi hi lâm tổng anh thực sự không còn cách nào khác vốn tưởng chỉ trong một giờ sẽ xong rồi không nghĩ tới lại đi lâu như vậy thật sự xin lỗi diệp thu ngượng ngùng cười mặt đầy áy náy nói đừng xin lỗi tôi anh nhanh thành thật khai báo cho tôi biết rốt cuộc anh đã đi đâu làm gì lâm thanh nhã chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng hỏi Chuyện này, Diệp Thu nhún vai, chỉ có thể viện cớ, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, anh nói thật, thật ra thì anh đến bệnh viện truyền nước biển một chuyến." Truyền nước biển? Lâm Thanh Nhã nhíu mày, vội vàng hỏi, "Anh làm sao thế?" Bị ốm à? Mặc dù giọng điệu của Lâm Thanh Nhã vẫn lạnh như băng, nhưng có thể nghe được một ít quan tâm trong đó. "Cũng không biết bị làm sao, chỉ là từ đêm hôm trước, sau khi ăn tối xong lại hay thấy buồn nôn và tiêu chảy." khi nãy do thực sự không thể nhìn được nữa nên mới tranh thủ chạy đến bệnh viện một chuyến diệp thu lắc đầu mặt đầy vô tội nói đêm ngày hôm trước lâm thanh nhã sửng sốt trong giây lát bữa tối ngày hôm trước không phải là do cô nấu sao lẽ nào bệnh tiêu chảy của diệp thu là do sau khi ăn bữa tối cô nấu nghĩ đến đây gương mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã hơi đỏ lên có chút lúng túng hỏi anh anh có phải do bữa tối hôm trước ăn đồ tôi làm nên mới thành ra như vậy không anh không có nói như vậy không phải vậy anh cũng không biết là do đâu diệp thu vội vàng lắc đầu phủ nhận tuy nhiên mặc dù giọng điệu của diệp thu là phủ nhận nhưng biểu tình trên khuôn mặt của anh lại là khẳng định thấy vậy lâm thanh nhã khẽ cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng do dự một chút mặt đầy áy náy nói là lỗi của tôi làm cơm tối khó ăn như vậy còn để cho anh ăn hết tất cả kết quả làm hại anh lại bị tiêu chảy tôi thật sự xin lỗi không có chuyện gì đâu lâm tổng chuyện này không trách em được chỉ trách tại cái dạ dày của anh quá tệ em yên tâm lần này đợi anh hồi phục sức khỏe em cứ làm cơm anh sẽ lại ăn sạch thức ăn em nấu cho mà xem diệp thu nhanh chóng lắc đầu cười nói vậy sao được dạ dày rất quan trọng đấy hiện tại anh cảm thấy thế nào rồi lâm thanh nhã quan tâm hỏi tốt hơn nhiều rồi. Diệp Thu xua tay, cười nói. Vậy thì tốt. Lâm Thanh Nhã gật đầu nhẹ nhóm, sau đó nhìn Diệp Thu, có chút xấu hổ hỏi, đúng rồi Diệp Thu, cơm tôi làm thật sự khó ăn đến vậy sao? A, à, Diệp Thu do dự một chút, cười hỏi, em muốn nghe nói thật hay nói dối? Được rồi, anh không cần nói đâu, tôi nghĩ tôi đã biết đáp án rồi. chương 207, vụ án cực kỳ nghiêm trọng nghe những lời này. Diệp Thu cũng sừng sốt không kiềm được liền nghĩ đến những chuyện mà anh đã sắp xếp cho âu dương hảo vào đêm hôm trước lúc đó anh ấy đã yêu cầu âu dương hảo sắp xếp một đầu bếp cho lâm thanh nhã không nghĩ đến mọi chuyện lại sớm như vậy hiệu suất làm việc quả thật rất nhanh nghĩ đến đây ngoài mặt diệp thu nhanh chóng trưng ra một biểu tình rất ngạc nhiên mặt đầy cảm động hỏi lâm tổng em không phải đặc biệt vì anh mà đi học nấu nướng đấy chứ anh rất cảm động anh nghĩ nhiều rồi lâm thanh nhã liếc nhìn diệp thu một cái không vui nói tôi chỉ muốn sau này khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì có thể làm một ít đồ ăn cho mình thôi chuyện này không liên quan gì đến anh được rồi diệp thu sờ chóp mũi có chút mất mát nói thôi được rồi nhìn anh vì bị bệnh phải tới bệnh viện truyền nước biển nên lần này tôi tha cho anh một lần không được phép có thêm lần sau nữa nếu không tôi tuyệt đối không nương tay đâu lâm thanh nhã xua tay lạnh lùng nói yên tâm sau này sẽ không như vậy nữa." Diệp Thu vội vàng đảm bảo. "Ừ, anh quay lại thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị tan làm đi." Lâm Thanh Nhã gật đầu một cái, lạnh giọng nói. "Nghe vậy." Diệp Thu cũng không ở đây nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng làm việc. Đợi sau khi Diệp Thu rời đi, Lâm Thanh Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, "Lần này nhất định phải học tập thật chăm chỉ, ít nhất cũng không để cho anh ấy bị đau bụng mới được." nếu không thật sự quá xấu hổ. Sau khi tan việc, Diệp Thu như thường lệ lên xe buýt và trở về Hãn Hải Lam Thành. Tuy nhiên, anh vừa đứng xuống chạm xe buýt, đang chuẩn bị đi về phía cửa tiểu khu, thì ngay tại thời điểm này, một chiếc BMW X5 màu trắng đột ngột dừng lại trước mặt anh. Cửa kính xe hạ xuống, nữ cảnh sát bạo lực Hàn Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế lái. Thấy vậy, Diệp Thu cũng sửng sốt. Thật ra mối quan hệ giữa anh và Hàn Tiêu Tiêu đã hòa hoãn không ít từ sau khi cứu cô ấy khỏi cuộc thi đua xe lúc trước. Không còn dữ dội như ban đầu. Nhưng bây giờ Hàn Tiêu Tiêu lại chủ động đến cửa tìm mình. Trong lòng Diệp Thu không khỏi hoảng hốt. Chẳng lẽ lại muốn mời mình về đồn cảnh sát uống trà? Nghĩ tới đây, Diệp Thu theo bản năng lùi về phía sau hai bước, nhìn Hàn Tiêu Tiêu, có chút đau đầu hỏi, "Cảnh sát Hàn cô không phải đặc biệt đến mời tôi đi đấy chứ không sai hàn tiêu tiêu mỉm cười gật đầu chúa ơi tôi lại làm gì sai rồi sao cô lại muốn mời tôi đến đồn cảnh sát để uống trà diệp thu có chút cạn lời hỏi ai nói tôi sẽ mời anh đến đồn cảnh sát để uống trà hàn tiêu tiêu tức giận liếc nhìn diệp thu một cái hử diệp thu sửng sốt một chút nghi hoặc nói vậy thì làm gì tôi mời anh đi ăn tối hàn tiêu tiêu cười nói mời tôi đi ăn diệp thu lại choáng váng nếu người khác nói những lời như vậy thì anh chắc chắn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì nhưng quan trọng người trước mắt thế nhưng lại là hàn tiêu tiêu điều này làm cho diệp thu cảm thấy có chút kỳ quái đúng vậy lần trước anh đã cứu tôi tôi còn chưa cảm ơn anh được khoảng thời gian này tôi lại đang bận một vụ án lớn hôm nay rảnh rỗi nên muốn mời anh ăn một bữa cơm coi như để cảm ơn tôi là người không muốn mang ơn người khác hàn tiêu tiêu gật đầu giải thích thì ra là vậy diệp thu bừng tỉnh hiểu ra gật đầu không chút do dự trực tiếp nói vậy đi thôi dù sao thì đêm nay lâm thanh nhã cũng không về một mình anh cũng lười nấu nướng bây giờ có người mời ăn vừa vặn có thể đi ăn trực một tí thấy diệp thu đáp ứng nhanh như vậy hàn tiêu tiêu cũng là sửng sốt một chút sau đó vẫy tay cười nói lên xe nơi Hàn Tiêu Tiêu chọn là một nhà hàng Hồ Nam tên là Tương Thái Quán. Nằm ở phân khúc từ trung cấp đến cao cấp, những món ăn ở đây ước chừng khoảng 500 nhân dân tệ. Không gian tương đối tốt, bầu không khí vô cùng sang trọng. Nhân viên phục vụ cũng tương đối nhiệt tình, khiến khách hàng có cảm giác như đang được trở về ở nhà. Toàn bộ nhà hàng có 3 tầng. Tầng 1 là sảnh chính. Tầng 2 và tầng 3 là các phòng VIP chuyện đề cử cảm bấy hoa hồng bước vào tim anh mà diệp thu và hàn tiêu tiêu chỉ đến hai người nên bọn họ không vào phòng riêng trên lầu mà chọn một vị trí gần cửa sổ ở tầng một như vậy vừa không lãng phí vừa có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trong lúc ăn thật đẹp biết bao sau khi chọn món ăn xong diệp thu cùng hàn tiêu tiêu ngồi vào bàn nói chuyện phiếm gần đây cô bận vụ án lớn gì vậy trước đây mỗi ngày đều giám sát xem tôi đang làm gì cơ mà thế mà mấy ngày nay cũng không thấy gửi thông báo gì cho tôi cả diệp thu nhìn hàn tiêu tiêu cười hỏi nghiêm cấm tiết lộ bí mật của quốc gia vụ án này rất quan trọng hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra trước khi vụ án kết thúc tuyệt đối không được phép cho người ngoài biết hàn tiêu tiêu nghiêm mặt nói từ đôi chân mày đang nhíu chặt cùng đôi mắt đầy vẻ nghiêm trọng của cô cho thấy vụ án này tuyệt đối không bình thường tương đối khó giải quyết. Hơn nữa từ giọng điệu của Hàn Tiêu Tiêu có thể nghe ra được. Cho đến nay, vụ án này hẳn là ngay cả một chút manh mối cũng không có. Nếu không, Hàn Tiêu Tiêu sẽ không bao giờ nhíu mày ngay khi vừa nhắc tới vụ án. Nhưng đối với chuyện này, ngược lại Diệp Thu cũng không hỏi quá nhiều. Dù sao nếu có thể nói, Hàn Tiêu Tiêu khẳng định sẽ nói ngay. Còn nếu Hàn Tiêu Tiêu đã không muốn nói, vậy rõ ràng chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Được rồi, vậy nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói. Diệp Thu nhún vai, cười nói. Nhờ anh giúp sao? Hàn Tiêu Tiêu sững sờ một chút, vội vàng xua tay, thôi đi, anh cứ nên tự lo cho bản thân mình thì hơn, đem anh kéo vào chỉ tổ hại cho anh thôi. Nguy hiểm đến thế à? Diệp Thu biểu môi. Không phải tôi hù dọa anh đâu Diệp Thu, mà vụ án này có thể nói là vụ án lớn nhất kể từ khi sở cảnh sát giang châu được thành lập mức độ khủng khiếp của nó khó mà tưởng tượng được vì vậy tôi không muốn tiết lộ quá nhiều với anh tôi chỉ đang bảo vệ anh thôi đôi lúc biết càng nhiều lại càng nguy hiểm đấy hàn tiêu tiêu mặt đầy nghiêm túc nói vậy cô cũng nên cẩn thận hơn diệp thu dặn dò đừng lo ở giang châu này vẫn chưa ai có thể đụng được đến tôi đâu hàn tiêu tiêu cười nói không phải là cô đang khoác lác mà nên biết rằng, cha của cô, chính là người đứng đầu Giang Châu này. Cho nên ở Giang Châu này ai muốn động đến cô, thì phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thu gật đầu, sau đó vừa định dặn dò Hàn Tiêu Tiêu thêm vài câu nữa. Ôi chao, không phải là cảnh sát Hàn đây sao? chương 208, Nam Cạn Bã phối hợp cùng trà xanh một cô gái tóc ngắn có gương mặt hình trái xoan đang đi về phía bên này. Tuổi của cô ta cũng sắp xỉ Hàn Tiêu Tiêu nhan sắc và dáng người thì hơi kém hơn so với hàn tiêu tiêu một chút tuy nhiên cũng có thể xem là một cô gái đẹp hiếm có trương giai kỳ khuôn mặt nhỏ của hàn tiêu tiêu lạnh như băng gần như nghiến răng nghiến lợi để nói ra cái tên này rõ ràng hai người họ biết nhau không chỉ biết nhau bọn họ còn là bạn học chung ở học viện cảnh sát sau khi tốt nghiệp hàn tiêu tiêu phải ở lại sở cảnh sát địa phương vì cha cô còn trương giai kỳ thì được phân tới sở cảnh sát thành phố khác cũng chính là vì vụ án nghiêm trọng này lực lượng của sở cảnh sát giang châu còn hạn chế vì vậy nhiều cảnh sát ở một số thành phố lân cận đã được điều động đến mà trương giai kỳ là một trong số đó theo lý mà nói bạn học cũ lâu ngày gặp lại nhau thì chắc chắn phải vô cùng thân thiết tuy nhiên đối với hàn tiêu tiêu và trương giai kỳ thì hoàn toàn ngược lại bởi vì ngay khi hai người họ còn ở học viện cảnh sát đã chính là đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn không hợp nhau tí nào. Dẫu sao thì trường cảnh sát cũng có rất ít nữ sinh, người đẹp thì lại càng ít hơn. Vì thế Trương Giai Kỳ và Hàn Tiêu Tiêu thường xuyên bị mọi người so sánh xem ai mới xứng đáng trở thành hoa khôi của trường. Mà nhan sắc cùng vóc người của Hàn Tiêu Tiêu luôn luôn có thể áp đảo Trương Giai Kỳ. Điều này càng làm cho Trương Giai Kỳ hết sức khó chịu, trong lòng cô ta luôn căm ghét Hàn Tiêu Tiêu, cho nên cô ta thường xuyên đối nghịch với Hàn Tiêu Tiêu, bất kể chuyện gì, cô ta cũng đều muốn tranh đoạt với Hàn Tiêu Tiêu. Nghe nói, mối tình đầu của Hàn Tiêu Tiêu ở trường cảnh sát cũng là vì cô ta nên mới nói lời chia tay với Hàn Tiêu Tiêu. Do đó, hôm nay cả hai gặp lại nhau ở nhà hàng này. Có thể xem là một cuộc gặp gỡ giữa tình địch với nhau, hết sức đỏ mắt. Ôi, không ngờ cảnh sát Hàn lại còn nhớ tới tôi cơ. Trương Gia Kỳ liếc nhìn Hàn Tiêu Tiêu một cái, quái gở nói. Cô đến đây làm gì? Hàn tiêu tiêu lạnh lùng hỏi. Làm sao? Nhà hàng này do nhà cô mở đấy à? Chỉ có cô mới được phép đến còn tôi thì không sao. Cô vẫn độc đoán như xưa nhỉ? Trương Giai kỳ chế nhạo hỏi ngược lại. Ngay lập tức, cô ta liếc nhìn Diệp Thu đang ngồi đối diện với Hàn Tiêu Tiêu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, diễu cợt nói, chật chật, Hàn Tiêu Tiêu, không phải đây là bạn trai hiện tại của cô đấy chứ? trông không được đẹp trai lắm nhỉ dáng dấp cũng chẳng vạm vỡ gì so với anh chàng của tôi thì kém xa thật mà nghe thấy những lời này diệp thu mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái thôi rồi tôi lại phải nằm không trúng đạn trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu giữa những người phụ nữ với nhau rồi diệp thu đang chuẩn bị mở miệng giải thích tuy nhiên anh còn chưa kịp nói thì trương giai kỳ đã tiếp tục nhìn hàn tiêu tiêu Nói với vẻ đắc thắng, "Muốn biết bạn trai của tôi là ai không? Cô sẽ biết nhanh thôi." Nói xong, Trương Dài Kỳ vẫy tay về phía cách đó không xa, kêu lên "Cục Cưng, em ở đây." Chỉ một lát sau, một người đàn ông đẹp trai cao lớn trong bộ đồ thể thao màu đen bước tới. Tuy nhiên, khi Hàn Tiêu Tiêu nhìn thấy người này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên trở nên lạnh như băng. Bởi vì tên này chính là mối tình đầu của cô khi còn ở học viện cảnh sát, Vương Hàng Ban đầu khi Vương Hàng muốn chia tay với cô, người ta đồn rằng Vương Hàng là vì muốn ở bên Trương Giai Kỳ. Hàn Tiêu Tiêu lúc đó còn không tin. Nhưng điều mà Hàn Tiêu Tiêu không ngờ tới là hai người này thực sự đang ở cùng nhau. Hàn Tiêu Tiêu, đều là người quen cả mà, cũng không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ. Trương Giai Kỳ nhìn Hàn Tiêu Tiêu, khóe miệng cong lên đầy diễu cợt, nói với vẻ tự mãn. Ngay lập tức, cô ta lao thẳng vào trong ngực của Vương Hàng rồi khoe khoang, Gia đình tôi và Vương Hàng đã tổ chức lễ đính hôn rồi, thêm một thời gian ngắn nữa thì chúng tôi sẽ kết hôn, đều là bạn học cũ, đến lúc đó cô chắc sẽ đến tham dự hôn lễ của chúng tôi chứ? Nghe vậy, khuôn mặt Hàn Tiêu Tiêu càng trở nên khó coi, toàn bộ thân thể đều bắt đầu tức giận đến run lên, ngẩng đầu nhìn Vương Hàng, lạnh giọng hỏi, lúc đó anh nói chia tay tôi, anh bảo là trước 40 tuổi sẽ không có ý định kết hôn, muốn theo đuổi sự nghiệp, rồi nào là không muốn chỉ hoãn tôi một cách vô ích? dù tôi có cầu xin thế nào, anh cũng phải rời đi, thì ra những lời anh đã từng nói đều là lừa gạt thôi sao. Tiêu tiêu, ai rồi cũng sẽ khác thôi, lúc trước tôi thực sự không muốn kết hôn, nhưng sau khi gặp được giai kỳ tôi lại muốn, em cũng không thể trách tôi vì chuyện này đấy chứ. Vương Hàng nhún vai, vô tội nói. Nghe những lời của Vương Hàng. Đừng nói là Hàn tiêu tiêu. Ngay cả Diệp Thu cũng không nghe nổi nữa. Đây rõ ràng là một tên cặn bã cái gì mà không muốn kết hôn cùng Hàn Tiêu Tiêu, nhưng với Trương Giai Kỳ thì lại muốn cơ chứ. Thật mẹ nó đúng là đặc biệt mà, còn Trương Giai Kỳ cũng là một con quỷ trà xanh. Đã cướp mối tình đầu của người khác lại còn chạy đến khoe khoang. Thực sự là kinh tởm đến nỗi làm cho người buồn nôn mà. Một con quỷ trà xanh cùng một tên cặn bã. Không thể không nói. Hai người này thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Đồ khốn nạn tinh khí hung hãn của Hàn Tiêu Tiêu đột nhiên nổi lên, đập bàn một cái, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, siết chặt quả đấm chuẩn bị lao về phía Vương Hàng. Thấy vậy, Diệp Thu nhanh chóng đứng dậy ngăn cản Hàn Tiêu Tiêu lại. Diệp Thu, anh buông tôi ra, tôi phải đánh chết tên cặn bã này. Hàn Tiêu Tiêu hết sức kích động nói. Đừng xúc động. Diệp Thu nắm chặt lấy cánh tay của Hàn Tiêu Tiêu, ngay sau đó ghé vào tai cô, dùng âm thanh chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói cảnh sát Hàn, sở dĩ bọn họ làm vậy là muốn chọc tức cô, ép cô phải nổi giận, nếu cô thực sự tức giận, vậy thì đúng ý bọn họ rồi. Nghe những lời Diệp Thu nói, Hàn tiêu tiêu nhất thời sửng sốt một chút. Đúng vậy, Trương Giai kỳ cạnh tranh với chính cô ở khắp mọi nơi. Hôm nay cô ta cùng Vương Hàng xuất hiện trước mặt cô. Không phải chỉ vì cố ý chọc tức cô sao? Không được, cô không thể tức giận được, tuyệt đối không được nổi giận hít thở thật sâu nào. Hàn tiêu tiêu làm cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó nhìn Vương Hàng và Trương Giai Kỳ, lạnh lùng nói, vậy thì tôi thực sự phải chúc mừng cho hai người, chúc các người mãi mãi bền chặt như vậy nhé, tôi tin hai người sẽ làm được thôi, dù sao cũng có câu, cái gì mà phối hợp cùng nhau mãi mãi bền chặt ấy nhỉ. Nghe thấy lời này, nụ cười đắc ý trên mặt Trương Giai Kỳ đông cứng lại trong nháy mắt. Chỉ cần không phải là đồ ngốc thì đều hiểu được Hàn Tiêu Tiêu đang chửi cô ta bởi vì câu đó là gái điếm cùng nhau chó phối hợp mãi mãi bền chặt về sau đây chẳng phải đang chửi cô ta là gái điếm còn vương hàng là chó sao khuôn mặt nhỏ nhắn của trương giai kỳ nhất thời u ám hai mắt nhìn thẳng vào hàn tiêu tiêu tức giận nói hàn tiêu tiêu giữ mồm miệng sạch sẽ một chút cho tôi cô mắng ai là gái điếm đấy hả có sao tôi có nói vậy sao tôi chẳng qua chỉ đơn thuần chúc phúc cho hai người sao cô nghe ra vậy hay thế chẳng lẽ trong lòng cô cũng tự nhận mình là gái điếm sao? Hàn tiêu tiêu cười mỉa mai hỏi. Nghe thấy thế Diệp Thu cũng cười theo. Không ngờ, cảnh sát Hàn đấu võ mồm với người ta lại lợi hại đến thế. Tôi liều mạng với cô. Lần này đến lượt trương giai kỳ bị kích động, chuẩn bị dơ nanh múa vuốt lao về phía Hàn tiêu tiêu. Vương Hàng nhanh chóng ôm lấy trương giai kỳ, khuyên nhủ, bé con, bình tĩnh nào, nhất định phải bình tĩnh, nếu tức giận nghĩa là em thua cô ta rồi chương 209, so tài bắn súng. Cô muốn đấu cái gì? Hàn tiêu tiêu cao mày, lạnh lùng nói. Giống như khi chúng ta còn ở trường cảnh sát ấy, so tài bắn súng được chứ? Trương Giai Kỳ trực tiếp nói. So thì so, cô cho rằng tôi sẽ sợ sao? Hàn tiêu tiêu trực tiếp gật đầu đồng ý không chút do dự. Đối với Trương Giai Kỳ, cô một chút cũng không cảm thấy lo lắng. Lúc ở học viện cảnh sát, Cô đã luôn đối phó được những thủ đoạn của Trương Giai Kỳ, thì bây giờ cô cũng không hề sợ hãi chút nào. Tốt lắm, coi như cô cũng có gan đấy, tôi chờ cô ở bên ngoài. Trương Giai Kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Vương Hãng nói, cô cưng, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người bọn họ liền bước ra ngoài nhà hàng. Hàn Tiêu Tiêu quay lại nhìn Diệp Thu, mặt đầy ái náy nói, thật xin lỗi Diệp Thu, vốn định mời anh ăn tối, kết quả đồ ăn còn chưa lên đã xảy ra chuyện này, nếu không thì anh cứ ở đây ăn trước, tôi đi một lát rồi quay lại ngay. Không sao, dù sao bây giờ tôi cũng không đói lắm, nếu không tôi đi cùng cô. Diệp Thu lắc đầu, mỉm cười nói. Anh luôn cảm thấy trà xanh Trương Giai Kỳ đang răng một cái bẫy nào đó. Với tính cách thẳng thắn của Hàn Tiêu Tiêu, chắc chắn xét về thủ đoạn thì không thể đấu lại Trương Giai Kỳ, một mình cô ấy đi nhất định sẽ chịu thiệt. Vì thế Diệp Thu định đi theo nhìn một chút. Như vậy không tốt lắm đâu. Hàn Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng nói: "Không sao, đi thôi." Diệp Thu cười lắc đầu. Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng, bởi vì nếu muốn so tài bắn súng, vậy thì chắc hẳn phải tìm một địa điểm có sân bắn súng. Vừa vặn ngay gần đây có một câu lạc bộ bắn súng tên là 98K. Mặc dù bên trong tất cả đều là súng mô phỏng, nhưng bản chất của nó cũng không khác gì súng thật đúng lúc có thể dùng để thi trận đấu súng này. Sau khi đã có địa điểm hẹn, bốn người họ lên xe riêng của mình đến câu lạc bộ bắn súng 98K. Trên đường đi, Hàn Tiêu Tiêu đại khái giải thích sơ lược những chuyện đã xảy ra giữa Vương Hằng, Trương Giai Kỳ và cô khi còn ở trường cảnh sát cho Diệp Thu nghe. Sau khi Diệp Thu nghe xong, anh cũng không nhịn được mà cảm thông với Hàn Tiêu Tiêu một trận trong lòng. Suy cho cùng, mối tình đầu đối với bất kỳ ai cũng đều tương đối tốt đẹp nhưng riêng với Hàn Tiêu Tiêu thì tất cả những gì còn sót lại đều là nỗi đau. Nhất là khi hôm nay, Vương Hằng cùng Trương Giai Kỳ tay trong tay xuất hiện trước mặt cô ấy. Điều này khiến cho Hàn Tiêu Tiêu bị kích thích mãnh liệt. Vết thương lòng vất vả tưởng chừng như đã khép lại, một lần nữa bị xé toạc ra, hơn nữa còn rắc thêm một nhúm muối. Loại đau khổ này, Diệp Thu hoàn toàn có thể thấu hiểu. Cho nên hôm nay dù có thế nào anh cũng phải giúp đỡ Hàn Tiêu Tiêu mới được quãng đường không quá xa. Khoảng chừng nửa canh giờ, bốn người họ liền đến câu lạc bộ bắn súng 98K. Mua vé vào cửa, tất cả đi thẳng đến trường bắn. Nói đi, muốn so tài thế nào? Hàn Tiêu Tiêu nhìn Trương Giai Kỳ, lạnh lùng hỏi. Hàn Tiêu Tiêu, đừng nói là tôi bắt nạt cô, bắn súng lục 25 m mỗi người 10 viên đạn, cuối cùng tính tổng số điểm kể từ vòng tâm, ai cao hơn thì người đó thắng, có vấn đề gì không? trương giai kỳ nhếch mép hỏi không thành vấn đề bắt đầu đi hàn tiêu tiêu vừa dứt lời cô nhanh chóng nhặt khẩu súng lục mô phỏng ở bên cạnh lên đừng vội thế nếu đã là một tranh tài thì phải thêm một chút phần thưởng chứ nhỉ không thì sẽ chẳng thú vị lắm đâu đôi mắt của trương giai kỳ vô cùng rảo hoạt danh mãnh nói phần thưởng gì hàn tiêu tiêu nhíu đôi mày thanh tú lại nếu ai thua thì phải chạy ra giữa đường hét lên ba lần tôi là gái điếm thế nào, cô có dám nhận vụ đánh cược này không? Trương Giai Kỳ cười lạnh nói. Có gì mà không dám, tới đi. Hàn Tiêu Tiêu nghiến chặt răng, lạnh lùng nói. Được thôi. Trương Giai Kỳ cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hai người phụ nữ bước lên phía trước, nhặt một khẩu súng lục mô phỏng màu đen, nạp đạn, sau đó bắt đầu nhắm bắn vào bia của mình. Bia ngắm là loại bia phổ thông. Hồng tâm, chính là chấm đỏ nhỏ nhất nằm ở giữa, vòng 10, và là điểm khó ngắm chúng nhất. Ở khoảng cách 25 m để thực hiện được cần đòi hỏi kỹ thuật bắn súng siêu cao. Vòng tròn bên ngoài hồng tâm là vòng 9, nếu có thể bắn trúng vòng này thì khả năng bắn súng của người đó cũng đã rất siêu đẳng rồi. Bên ngoài vòng 9 là vòng 8, cứ như thế. Hiển nhiên mỗi phát súng bắn trúng đích vào số vòng càng lớn thì kỹ thuật bắn súng càng lợi hại. Hàn Tiêu Tiêu và Trương Giai kỳ tốt nghiệp học viện cảnh sát, sau đó lại tiếp tục làm việc trong sở cảnh sát. Đương nhiên kỹ thuật bắn súng của hai cô không có gì để bàn đến, mỗi một phát súng bắn chúng bia cơ bản đều nằm trong khoảng từ vòng 6 trở đi. Sau khi tất cả 10 viên đạn đều được bắn đi, Hàn Tiêu Tiêu có 4 phát bắn chúng vòng 9, 4 viên chúng vòng 8 và 2 viên chúng vòng 7. Tổng cộng được khoảng 82 điểm. Còn Trương Giai Kỳ cũng có có 4 phát đạn bắn chúng vòng 9, 4 viên đạn bắn chúng vòng 8 và 2 phát đạn bắn chúng vòng 7. Tổng cộng cũng là 82 điểm. Hai người phụ nữ có thể nói là ngang tài ngang sức, không thể phân cao thấp. Điều này làm cho khuôn mặt của Hàn Tiêu Tiêu dần trở nên u ám. Bởi vì khi còn học trong học viện cảnh sát, bàn về kỹ thuật bắn súng, cô luôn áp chế được Trương Dài Kỳ. Nhưng hôm nay, trước tiên phải kể đến bởi vì sự xuất hiện của Vương Hàng làm ảnh hưởng đến tâm lý của cô, nên khiến cho cô ấy thể hiện không được tốt như bình thường. Thứ hai, xem ra mấy năm gần đây có vẻ như trương giai kỳ đã tiến bộ không ít nếu không căn bản không thể nào trở nên ngang tay với cô như bây giờ được ai ra thế này thì gặp phiền toái mất rồi số điểm bằng nhau thì làm sao bàn về thắng thua được chứ trương giai kỳ dường như không ngạc nhiên trước kết quả này cười mỉa mai nhìn hàn tiêu tiêu hỏi vậy cô muốn thế nào đấu súng lại một lần nữa hàn tiêu tiêu cau mày lạnh lùng hỏi vậy thì thật nhàm chán Trương Giai Kỳ cười một cách bông đùa, sau đó nhìn sang Vương Hàng bên cạnh, rồi lại nhìn Diệp Thu bên cạnh Hàn Tiêu Tiêu, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ quyệt, nói, hôm nay tôi và cô đều mang theo bạn trai đến đây, vậy chi bằng cho hai người bọn họ tranh đấu một trận xem sao, đến lúc đó đem số điểm bọn họ bắn được, cộng thêm điểm của hai chúng ta, tổng bên nào nhiều hơn thì bên đó thắng, thế nào? Lời này vừa dứt, khuôn mặt của Hàn Tiêu Tiêu ngay lập tức trầm xuống bởi vì đề nghị này của Trương Giai Kỳ thật quá mức vô liêm sỉ. Nên biết rằng, Vương Hằng cũng từng tốt nghiệp học viện cảnh sát, và lại thời điểm khi còn đi học, anh ta thường giành vị trí quán quân trong các cuộc thi bắn súng. Còn Diệp Thu thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là một người bình thường. Để so về kỹ thuật bắn súng giữa hai người họ với nhau, không phải chính là bắt nạt người khác sao? Trương Giai Kỳ, cô có biết liêm sỉ không đấy? Vương Hằng từng tốt nghiệp học viện cảnh sát, diệp thu chỉ là một người bình thường chưa từng đụng đến súng ống so đấu như vậy mà gọi là công bằng sao hàn tiêu tiêu trừng mắt nhìn trương giai kỳ lạnh lùng nói tại sao lại bất công tôi nghĩ đó là công bằng đấy trong cuộc đấu này thắng thua hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của bản thân ai bảo cô tìm một người bình thường làm bạn trai cơ chứ có bản lĩnh thì cô tìm một đặc công làm bạn trai như tôi đi vậy coi như tôi có thua cũng tuyệt đối không nói lời nào Trương Giai Kỳ bĩu môi, không biết xấu hổ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Hàng, hỏi cục cưng, anh thấy sao? Không sai, tôi cũng thấy như vậy hoàn toàn công bằng. Tranh đấu vốn là dựa vào bản lĩnh của chính mình, huống chi đều là đàn ông, nếu không chơi được súng, vậy thì còn gọi là đàn ông gì nữa? Dứt khoát đi làm thái giám thôi. Vương Hàng nhếch mép gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thu, mặt đầy phách lối khiêu khích này, không phải là anh không dám đấy chứ? Nói chuyện như những người đàn ông với nhau xem nào, có dám so kỹ thuật với tôi không? Tất nhiên, nếu anh thấy sợ trước những lời tôi vừa nói thì bây giờ trực tiếp nhận thua đi, đỡ hơn tí nữa mà thua sẽ rất khó coi đấy. Diệp Thu, đừng để ý đến anh ta, anh ta chỉ đơn giản là đang khi dễ người khác thôi. Cho dù anh không chấp nhận cuộc chơi này cũng là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ cả. Chương 210, tay súng thần. Hiển nhiên hai người bọn họ đều không nghĩ tới diệp thu lại dám chấp nhận cuộc khiêu chiến này lại còn đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái như vậy vốn dĩ bọn họ đều cho rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì khẳng định diệp thu cũng sẽ không bao giờ tiếp nhận cuộc thách đấu này đâu dẫu sao thì chỉ cần là đầu óc không có vấn đề gì cũng sẽ không ngu ngốc đến mức cùng một người tốt nghiệp từ trường cảnh sát so về kỹ thuật bắn súng thế nhưng bây giờ diệp thu lại trực tiếp đáp ứng điều này nằm ngoài dữ liệu của hai người bọn họ. Trương Giai Kỳ cùng Vương Hàng nhìn nhau một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt đắc ý. Diệp Thu, anh điên rồi đấy à, anh có biết anh đang làm gì không? Hàn Tiêu Tiêu vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói. Giúp cô thắng cuộc đấu này. Diệp Thu thản nhiên đáp. Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng ở kỹ thuật bắn súng này, anh thật sự không phải là đối thủ của Vương Hàng đâu. Hàn Tiêu Tiêu nhíu chặt đôi mày thanh tú, mặt đầy bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải là cô xem thường Diệp Thu. Trước hết chưa bàn đến việc Diệp Thu rốt cuộc có biết dùng súng hay không. Mà Vương Hàng, lúc ở trường cảnh sát đã rất ưu tú. Những thành tích vô cùng xuất sắc, nhất là về kỹ năng bắn súng, được xem như rất có thiên phú, có lần còn được các sinh viên trong trường khen tặng danh hiệu tay súng thần." Cho dù Hàn Tiêu Tiêu có thành tích nổi bật đi nữa thì xét về kỹ thuật bắn súng này, cũng còn kém xa Vương Hàng. Chứ đừng nói đến một người bình thường như Diệp Thu. Một người cho tới bây giờ còn chưa được sờ qua cây súng thật. Một người được mệnh danh là tay súng thần ở trường cảnh sát. Vậy thì so tài thế nào chứ? Hoàn toàn chính là trứng chọi đá mà. Không so thử một lần, làm sao biết chứ? Diệp Thu cười nhạt nói: "Anh Hàn Tiêu Tiêu nhất thời tức không nói nên lời với Diệp Thu. Bởi vì cô cảm thấy Diệp Thu hoàn toàn chính vì cái gọi là mặt mũi đàn ông nên mới nhắm mắt chấp nhận sự khiêu khích của Vương Hàng. Đây căn bản không phải là giúp cô, mà là hại cô thì có. Ha ha ha, Hàn Tiêu Tiêu, xem ra tên bạn trai mà cô tìm được thật sự rất tự tin đấy. Trương Giai Kỳ Tuyết miệng cười một tiếng, mặt đầy châm chọc nói. Nhìn lại hành động không biết lượng sức mình của Diệp Thu, thật sự là quá buồn cười. Thật ra nếu Diệp Thu không chấp nhận lời thách thức, cô ta cũng không có cách nào làm khó dễ Diệp Thu và Hàn Tiêu Tiêu. Nhưng bây giờ, Diệp Thu lại dám ứng chiến. Vừa vặn như ý muốn của cô ta. Cô cầm miệng lại cho tôi. Hàn Tiêu Tiêu hung hăng trợn mắt nhìn Trương Giai Kỳ, ngay sau đó nhìn Diệp Thu, hai mắt đỏ bừng nói, Diệp Thu, anh thật sự muốn thấy tôi thua phải không? Anh muốn thấy tôi ra giữa đường rồi hô to ba tiếng tôi là gái điếm chứ gì? chẳng lẽ anh cảm thấy tôi còn chưa đủ thảm sao? Tôi muốn giúp cô thắng cuộc, cứ tin tưởng tôi, người thua cuối cùng chỉ có thể là bọn họ, mà việc đi ra giữa đường cái rồi hô to mình là gái điếm. Nói tới đây, Diệp Thu hơi dừng lại một chút, liếc trương dai kỳ một cái, thản nhiên nói cũng sẽ chỉ là cô ta. Ơ kìa, khoác lác quá rồi, ai không biết còn tưởng rằng anh là lính đặc công về hưu đấy, còn dám hoanh hoang ở đây nữa cơ à, cũng không sợ tự vào mặt mình sao. Trương Giai Kỳ liếc Diệp Thu một cái, cười lạnh khinh bỉ nói. Đúng vậy, cho rằng mình là ai thế, còn chưa so tài mà dám mạnh miệng vậy. Cứ cẩn thận rồi chút nữa lại thua đến nỗi phải hoài nghi về cuộc sống. Vương Hàng khinh miệt cười một tiếng, mặt đầy coi thường nói. Những phương diện khác anh ta không dám nói. Nhưng về kỹ thuật bắn súng, ngay cả một vài cảnh sát thâm niên cũng đều không phải là đối thủ của anh ta chứ đừng nói đến một người bình thường ngay cả súng cũng chưa từng chạm qua như Diệp Thu. Chắc chắn sẽ thắng được tên kia dễ dàng thôi. Về điểm tự tin này, anh ta vẫn có thừa. Nghe giọng điệu đầy diếu cợt của hai người bọn họ. Trong lòng Hàn Tiêu Tiêu vô cùng tức giận. Cô ghét nhất những kẻ quái gớ diếu cợt người khác như thế, ghét đến không thể nào nhịn được. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cho dù Diệp Thu không phải là bạn trai thật cô đi nữa thì cô cũng không nghe được hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi hàn tiêu tiêu nhìn diệp thu hỏi anh thật sự có thể giúp tôi thắng không sai vẻ mặt diệp thu thành thật gật đầu nếu thua thì thế nào hàn tiêu tiêu cắn răng hỏi nếu thua tôi để cô giam tôi lại ba tháng không một câu oán hận diệp thu thản nhiên đáp được một lời đã định vậy tôi sẽ tin tưởng anh lần này hàn tiêu tiêu lại hít vào một hơi to gan quyết định lần này cô quyết định đánh cuộc một lần tôi sẽ không để cho cô hối hận đâu diệp thu khẽ mỉm cười mà bên kia trương dài kỳ thấy hàn tiêu tiêu đồng ý khóe miệng cũng cong lên một tia cười nhà thỏa ý nguyện hàn tiêu tiêu ơi là hàn tiêu tiêu đây chính là cô tự mình đưa tới cửa đấy nhé vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí cứ chuẩn bị tinh thần chạy ra giữa đường hô to mình là gái điếm đi nghĩ đến đây Trương Gia Kỳ liền không khỏi kích động. Trong đầu cô ta đang tưởng tượng ra hình ảnh kia. Chuyện này làm cho cô ta vô cùng mong đợi, sau đó nhanh chóng nhìn Hàn Tiêu Tiêu cùng Diệp Thu nói, nếu các người đã đồng ý, vậy thì cứ tiếp tục so tài đi, nên nhớ, đã thua thì ngàn vạn lần cũng đừng đổi ý, ai mà đổi ý thì cả đời cũng không bằng một đống rác rưởi đâu đấy nhé. Tôi đồng ý." Hàn Tiêu Tiêu cắn răng, lạnh giọng nói. "Ha ha ha, Hàn Tiêu Tiêu, cô cứ chờ thua đi." Trương Giai Kỳ cười đắc ý, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hàng, núng nịu nói cục cưng, bắt đầu đi. Được, vậy thì để anh đi trước. Khóe miệng Vương Hàng cong lên một nụ cười đầy tự tin, ngẩng đầu bước nhanh đi tới trước bàn, cầm khẩu súng lục lên, bắt đầu lắp đạn. Không thể không nói. Vương Hàng dù là cách thức hay gì đi nữa cũng đều rất thành thục. Chưa tới 10 giây, 10 viên đạn đã được lắp xong. Thời điểm lên nòng súng, anh ta còn cố ý đùa bỡn tỏ vẻ đẹp trai, một tay đưa súng quẹt nhanh qua đế giày của mình một cái, hoàn tất quá trình lên nòng. Một loạt động tác giống như nước chảy mây trôi vậy. Vô cùng lưu loát. Trương Giai Kỳ liên tục thét chói tai, giống như mê muội vậy, hô to lên tại chỗ qua, à, anh yêu, quá đẹp trai, quá đỉnh rồi, còn dùng một tay để lên nòng như trong phim nữa chứ. Thế này đã là gì đâu, còn chưa phô ra tuyệt chiêu nữa mà, đây mới chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vương Hàng mặt đầy đắc ý cười cười, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, vô cùng hống hách nói, nhóc con, mở to hai mắt ra mà nhìn tôi này, hôm nay tôi sẽ cho anh đây nhìn một chút cái gì gọi là tay súng thần chân chính. Nói xong, Vương Hàng trực tiếp nhắm ngay vào một tấm bia mới, bắt đầu bắn. Chỉ nghe một chuỗi tiếng súng vang lên, toàn bộ 10 phát đạn đã bắn xong. Vương Hàng vô cùng tỏ vẻ đem súng dựng lên, thổi một cái vào hơi nóng ở họng súng. Mà khi nhìn về phía tấm bia, không thể không nói, tên vương hàng này mặc dù rất làm ra vẻ, nhưng kỹ thuật quả thực không tệ. Tổng cộng 10 phát đạn, một phát bắn trúng hồng tâm, cũng chính là vòng 10. Còn lại 9 phát tất cả đều nằm trong vòng 9. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 211, tin tưởng anh ấy sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu nhất thời trầm xuống. Quả nhiên, cho dù nhiều năm như vậy không gặp thì kỹ thuật bắn súng của Vương Hàng vẫn lợi hại đến thế. Cô vốn muốn đánh cược một lần, nhưng thật sự là không làm nổi. Đây chính là 91 điểm, cho dù là cô cũng không có lòng tin tuyệt đối rằng có thể thắng được Vương Hàng. Chứ đừng nhắc tới người căn bản chưa từng sờ qua súng như Diệp Thu. Trong lòng Hàn Tiêu Tiêu thật sự đừng nói có bao nhiêu tuyệt vọng cùng hối hận. Cô biết, hôm nay cô tuyệt đối sẽ thua mà. Vương Hàng vô cùng ra vẻ đặt súng lên bàn. Sau đó xoay người đến trước mặt Diệp Thu, nhìn anh với vẻ đầy phách lối hỏi, "Thấy kỹ thuật của tôi thế nào? Anh chắc chắn sẽ phải thua thôi, cho nên bây giờ tôi chân thành khuyên anh cứ chủ động nhận thua trước đi, nếu không chỉ tự rước lấy nhục nhã thôi." "Tôi còn chưa ra tay cơ mà, bây giờ đã bàn về thắng thua, chỉ sợ rằng quá sớm rồi đấy." Diệp Thu cười nhạt, đó trực tiếp đi tới bàn để súng. "Thấy vậy, trong mắt Vương Hàng lóe lên một tia khinh bỉ, cười lạnh nói a, à, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, chẳng lẽ anh ta thật sự cho rằng mình có thể thắng được vương hàng nhà tôi sao? Cũng không nhìn thử một chút xem mình là cái thứ gì cơ chứ, lát nữa có khi ngay cả cái bia cũng bắn không chúng đấy chứ, chắc là cười chết mất. Trương Giai Kỳ cũng ngùa theo, mặt đầy khinh bỉ diễu cợt nói. Nghe những lời này, Hàn Tiêu Tiêu chề môi một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Nếu đã chấp nhận lời thách thức này, như vậy cứ đợi xem kết quả thế nào đã rồi hãng nói dù có tệ đến mức nào thì cũng chưa thể nói ngay khi còn chưa bắt đầu tóm lại hàn tiêu tiêu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận thua cuộc giờ có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng thành vấn đề đến trước bàn nhìn khẩu súng lục màu đen nằm trên đó ánh mắt diệp thu lóe lên vẻ phức tạp đã rất lâu rồi anh chưa đụng vào súng nghĩ đến lúc trước khi anh vừa mới bắt đầu cuộc sống của lính đánh thuê. Thứ thân cận nhất khi ấy, e rằng chắc là súng. Bởi đồng đội có thể sẽ tùy thời vì lợi ích, nhiều chuyện này kia phát sinh, thậm chí ở ngay sau lưng mình nả một phát súng. Nhưng súng thì sẽ không, chỉ cần nó vẫn còn ở trong tay, vậy thì nó chính là vũ khí lợi hại nhất giúp anh ra trận tiêu diệt kẻ địch. Mỗi ngày bầu bạn cùng nhau như hình bóng không rời, ngay cả khi ngủ cũng không thể tách xa nhau có thể xem như là một người chiến hữu trung thành nhất chỉ là đoạn thời gian máu me kia cuộc sống mỗi ngày ở trên chiến trường chém giết đã một đi không trở lại rồi trong lòng diệp thu không kiềm được mà xúc động một trận tay sờ vào súng lục cũng trở nên run rẩy mà tốc độ lắp đạn của anh cũng vô cùng chậm một viên rồi lại một viên chậm rãi giống như đang quay khoảnh khắc phim chậm trong điện ảnh vậy vì anh đang mượn quá trình lắp đạn này để nhớ lại cuộc sống địa ngục trước kia Mặc dù không phải điều tốt đẹp gì, nhưng lại đặc biệt chân thực. Cũng chính vì ở trong hoàn cảnh suốt ngày chém giết như thế, mới tạo nên con người anh bây giờ. Tuy nhiên, Diệp Thu đang hồi tưởng lại, người ngoài lại không nhìn ra. Vương Hàng cùng Trương Gia Kỳ nhìn dáng vẻ lắp đạn chậm rãi của Diệp Thu, vô cùng không thạo, tay sờ vào súng lục cũng run rẩy. Chuyện này làm cho trong lòng hai người bọn họ vô cùng vui mừng. Có thể thấy rõ rằng Diệp Thu chính mang dáng vẻ của một tên lính mới chưa từng sờ qua súng. Chỉ có tay mơ mới có thể như vậy. Ha ha ha, hàn tiêu tiêu, tôi thấy cô tìm được một tay bạn trai hình như trước đây chưa từng được sờ qua súng đấy. Nhìn dáng vẻ vụng về của anh ta xem, thật khiến người ta phải chê cười mà. Nếu không thì cô nhanh qua khuyên anh ta một chút đi, để anh ta dứt khoát cởi bỏ dáng vẻ đóng kịch kia ra đi, giả bộ cũng tệ như vậy. Lát nữa không bắn trúng biên nữa đấy để cho anh ta trực tiếp nhận thua đi, đừng xấu hổ gì cả, lại còn giúp tiết kiệm đỡ lãng phí đạn. Trương Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn Hàn Tiêu Tiêu, mặt đầy khinh bỉ châm chọc nói. Tên nhóc này không cùng cấp bậc với tôi đâu, tỉ thí cùng một tay mơ như vậy thật đúng là một sự sỉ nhục mà. Coi như là thắng anh ta đi nữa thì cũng cảm thấy thật mất mặt, hay là em cứ nhanh lại khuyên anh ta nhận thua đi. Vương Hàng mặt cũng đầy châm chọc nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày, hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ lạnh lùng nói ngậm cái mồm thối của hai người lại cho tôi ai thắng ai thua còn chưa biết đâu a à, hàn tiêu tiêu chẳng lẽ cô thật sự trông cậy vào tay mơ này có thể thắng được vương hàng đấy chứ đây đúng là chuyện cười hài hước nhất trên đời trương giai kỳ khinh miệt cười một tiếng châm chọc nói đúng vậy nếu anh ta mà có thể thắng tôi thì muốn tôi nuốt sống tấm bia kia cho em xem cũng được nhưng thực tế thì sao cơ chứ căn bản đây là chuyện không thể nào xảy ra. Tôi nói này, chắc rằng tên nhóc này ngay cả một phát súng cũng chưa chắc có thể bắn trúng bia nữa ấy, đúng là quá tốn thời gian. Vẻ mặt Vương Hàng vô cùng coi thường nói. Tôi tin tưởng anh ấy. Hàn tiêu tiêu cắn chặt răng, lạnh giọng nói. Hừ, cô nhất định chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, chúng ta cứ nhìn xem sao, sau đó có muốn khóc cũng không muộn. Trương Giai kỳ hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường nói. Vương Hàng cũng híp mắt lại, trong lòng ít nhiều có chút ghen tức. Dẫu sao Hàn Tiêu Tiêu cũng xem như mối tình đầu của anh ta. Huống chi hôm nay gặp lại, Hàn Tiêu Tiêu lại trổ mã vô cùng xinh đẹp cùng hấp dẫn. Trong lòng anh ta không kiềm được mà rối loạn một phen, hối hận lúc đầu còn chưa có được thân thể của Hàn Tiêu Tiêu mà đã chia tay rồi. Sớm biết vậy, dù bằng cách nào anh ta cũng phải nhất định hưởng thụ cảm giác khi được ngủ cùng Hàn Tiêu Tiêu. Việc này làm cho lòng vương hàng vô cùng ngứa ngáy, đối với hàn tiêu tiêu lại dâng lên cảm giác hứng thú vô cùng mãnh liệt. Nhưng bây giờ, hàn tiêu tiêu ngay trước mặt anh ta lại đi tin tưởng một người đàn ông khác. Chuyện này làm cho trong lòng anh ta rất không thoải mái. Chính là loại cảm giác thứ đổ vốn thuộc về mình bị người khác trộm đi. Nghĩ tới đây, vương hàng cũng nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, trong lòng cười lạnh nói, tên nhãi danh, nếu Hàn Tiêu Tiêu tin tưởng mày như thế, vậy hôm nay tao phải để mày thấy thế nào là lợi hại, nhất định phải để cho Hàn Tiêu Tiêu cảm thấy, mày căn bản là một tên nhóc không đáng để tín nhiệm. Ước chừng khoảng 3 phút, suốt cuộc Diệp Thu cũng thu hồi tâm tư. Mà giờ khắc này, 10 phát đạn cũng đã được lắp xong. So với Vương Hàng dùng một tay làm màu bầy vẻ để lên nòng. Diệp Thu cứ từ từ từng bước lên nòng cho cây súng lục này. Anh tỏ ra vô cùng vụng về điều này càng làm cho vương hàng cùng trương giai kỳ lóe lên vẻ coi thường cùng khinh bỉ trong mắt. tôi bắt đầu đây. diệp thu quay đầu nhìn ba người còn lại, thản nhiên nói. xuất lời. diệp thu trực tiếp quay đầu, ngay cả bia cũng không ngắm một cái, nhắm ngay vào chiếc bia mới tinh, vô cùng tùy ý bóp cò. ầm, uhm, chỉ nghe một tiếng súng vang lên. vương hàng cùng trương giai kỳ bao gồm cả hàn tiêu tiêu trong đó, vội vàng nhìn về hướng bia ban đầu ba người họ đều nhìn phía xung quanh vòng tính điểm của bia dù sao bọn họ đều nghĩ rằng diệp thu chỉ là một tay mơ ngay cả súng cũng chưa từng sờ qua căn bản không có thể bắn chúng vào vòng tính điểm nhưng ba người nhìn hết toàn bộ xung quanh cũng đều không tìm được lỗ đạn điều này làm bọn họ sửng sốt một chút chỉ có thể bắt đầu tìm trong vòng tính điểm cứ như vậy một mực tìm trong chín vòng vẫn không phát hiện ra vết đạn chẳng lẽ là bắn hụt sao? Nghĩ tới đây, mặt hàn tiêu tiêu liền biến sắc. Khóe miệng vương hàng cùng trương giai kỳ lộ ra một nụ cười chế nhạo. Hai người bọn họ vừa chuẩn bị mở miệng chế diễu diệp thu. Thì ngay tại khoảnh khắc này, chương 212, chúng ngay hồng tâm lúc này. Cả ba người bọn họ đều cho rằng mình đang xuất hiện ảo giác. Vội vàng nhắm mắt lại, ngay sau đó mở mắt ra nhìn lại lần nữa. Tuy nhiên, lỗ đạn màu đen vẫn ở đó. thật sự quá khó tin. phát súng hết sức tùy ý vừa rồi của Diệp Thu, thế mà lại trúng vào hồng tâm, hơn nữa lại còn ở ngay giữa hồng tâm nữa chứ. đây chính là vòng người đấy. nhất thời, ba người bọn họ đều sợ đến ngây người. cái này trong mắt Hàn Tiêu Tiêu hiện lên đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ, vội vàng nhìn Diệp Thu hỏi: Diệp Thu, sao anh làm được như vậy? anh có thể bắn trúng vòng người cơ đấy? có thể là vận may của tôi tương đối khá đi. Diệp Thu khẽ mỉm cười, vô cùng khiêm tốn nói. Đùa gì thế? So kỹ năng bắn súng với anh. Nên biết rằng, anh từng ở trên chiến trường hừng hực chiến đấu băng qua vô số làn đạn. Đã từng cách xa ngàn dặm, anh dùng súng bắn tỉa, chỉ một phát súng thôi đã có thể bắn bể đầu tên tướng lĩnh. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Thu còn có một biệt hiệu, gọi là thần súng. Bất kể loại súng nào, một khi đến tay anh những viên đạn giống như được lắp đặt tự động vậy muốn chính xác bao nhiêu thì có bấy nhiêu toàn bộ chiến trường đã từng chỉ sợ hãi một mình anh thậm chí bởi vì kỹ thuật bắn súng của anh quá chính xác nên ngay cả những kẻ cầm đầu của phe địch cũng không dám ra chiến trường lộ diện bởi vì một khi lộ diện ngay lập tức sẽ bị một phát súng của diệp thu lấy mạng như vậy có thể tưởng tượng kỹ thuật bắn súng của diệp thu kinh khủng cỡ nào rồi một nguyên thủ quốc gia đã từng nói một mình Diệp Thu cũng có thể được xem như một đội quân vô cùng hùng mạnh rồi. Đây xem như lời khen vô cùng có cánh dành cho anh. Nhưng cũng từ câu nói này có thể thấy được mức độ khủng bố của Diệp Thu. Mà bây giờ, Vương Hàng lại dám so tài với Diệp Thu về kỹ thuật dùng súng. Kỹ năng bắn tỉa của Diệp Thu chính được rèn luyện trong những trận chiến thực thụ, súng thật đạn thật, dùng bao nhiêu phát súng nổ vào đầu quân địch mới luyện ra được. Còn như Vương Hàng, chỉ là loại tri thức được học ra từ trường cảnh sát, sao có thể so sánh được. Kỹ thuật của anh ta, trước mặt Diệp Thu chỉ có thể nói là tôm tép, hoàn toàn là múa dìu qua mắt lỗ ban, đùa bỡn đại đao trước mặt quan công. Dĩ nhiên, con người Diệp Thu cũng không quá thích thể hiện, cho nên một màn vừa rồi cũng chỉ hoàn toàn dựa vào vận may xem thế nào. Nghe thấy lời Diệp Thu, biểu tình trên mặt Vương Hàng lúc này mới dễ coi hơn một tí, bĩu môi, rất không cam lòng nói chẳng qua chỉ là do may mắn thôi lừa qua mắt bọn tôi anh giỏi bắn một phát nữa thử nào tôi đảm bảo chắc chắn anh bắn hụt cho xem đúng thế không thể sai được nhất định là sẽ bắn trượt thôi cứ chờ nhận thất bại đi trương giai kỳ vội hùa theo diếu cợt nói nghe vậy khóe miệng diệp thu hơi cong lên không nói gì nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nổ súng bắn ầm um, chỉ nghe một tiếng súng vang lên đạn từ họng súng bắn ra lại một lần nữa bay vào hồng tâm lại là một phát súng vào vòng người lừa gạt khẳng định là lừa gạt có bản lĩnh thì anh thử một phát nữa để tôi xem thử tôi không tin vận may hôm nay có thể tốt đến như thế vương hàng cắn răng mặt hiện đầy vẻ không dám tin nói ầm uhm. tuy nhiên anh ta vừa dứt lời diệp thu lại một lần nữa bóp cò mà một cú ra đạn này vẫn thế vẫn cứ thêm lần nữa trúng vào hồng tâm hơn nữa còn là vị trí chính giữa của Hồng Tâm. Phát súng thứ ba, vẫn là vòng 10. Vương Hàng cùng Trương Giai Kỳ, bao gồm cả Hàn Tiêu Tiêu nhất thời đều sợ ngây người. Nếu như nói phát súng đầu tiên, là do Diệp Thu vận khí tốt mới bắn chúng. Phát súng thứ hai là gặp vận mày, lừa gạt nên chúng. Vậy phát súng thứ ba là sao chứ? Sao có thể nói là lừa gạt che mắt được chứ? Năm lần bảy lượt cũng vẫn cứ như thế. Vào thời điểm này, sắc mặt Vương Hàng cùng Trương Giai Kỳ trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Một loại dự cảm hết sức bất thường dâng lên trong lòng hai người họ. Bởi vì ngay giờ khắc này, cục diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Ngược lại đối với Hàn Tiêu Tiêu, trong đôi mắt to xinh đẹp của cô tràn đầy vui mừng. Hôm nay, Diệp Thu thật sự làm cho cô có quá nhiều bất ngờ cùng mừng rỡ. Đoàng đoàng đoàng, chỉ nghe liên tiếp bảy phát súng nữa vang lên. Diệp Thu đem 7 viên đạn còn lại bắn xong. Mà mỗi một phát đạn đều là rơi vào tâm bia, hơn nữa còn là chính giữa hồng tâm. 10 phát súng, toàn bộ đều vòng 10. Đem màu đỏ vốn có của hồng tâm bắn thành một lỗ thủng thật lớn. Nhìn một màn này, không chỉ là Vương Hàng và Trương Giai Kỳ, mà ngay cả Hàn Tiêu Tiêu cũng đều sợ ngây người. Kỹ thuật bắn súng này thật sự là quá đáng sợ chỉ sợ ngay cả huấn luyện viên dạy bắn súng ở trường cảnh sát của bọn họ cũng không có cách nào làm được. Bởi vì 10 phát súng của Diệp Thu căn bản đều bắn vào cùng một chỗ. Điều này thật sự vượt ra ngoài tầm hiểu biết của họ. Giờ phút hiện tại, sắc mặt của Vương Hàng cùng Trương Gai Kỳ khó coi giống như ăn cứt vậy. Cũng bởi vì ngay trước chỗ này, hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thu giả bộ lắp đạn cũng có thể giả bộ cả nửa ngày giờ máng súng cũng run rẩy như một tay lính mới. Lại có thể bắn ra 10 phát súng với thành tích 100 điểm. Trời đất ơi thế này mà gọi là tay mơ á, rõ ràng chính là một tay súng thần mới đúng, thật là kinh khủng bất thường mà. Diệp Thu nhẹ nhàng đem súng lục đặt lại trên bàn. Anh sẽ không giống Vương Hàng làm ra vẻ ném súng như vậy. Bởi vì anh biết khi trải qua cuộc sống chiến trường, súng mới là người bạn đồng hành trung thành nhất của mình. Anh đối với nó ra sao, nó sẽ đối lại với anh y như thế. Chỉ cần đối xử thật tốt với nó, nó mới có thể ở trên chiến trường mà bảo vệ anh. Xoay người lại, Diệp Thu đi tới bên cạnh Hàn Tiêu Tiêu, ngay sau đó nhìn Vương Hàng cùng Trương Giai Kỳ, thản nhiên nói, Tiếp theo, có phải chúng ta nên tính tổng điểm rồi phải không nhỉ? Nghe thấy lời của Diệp Thu, sắc mặt Vương Hàng cùng Trương Giai Kỳ thay đổi trong nháy mắt. Tính điểm còn cần tính nữa sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Diệp Thu cùng Hàn Tiêu Tiêu cộng lại đương nhiên nhiều hơn. Hừ, Hàn Tiêu Tiêu, bạn trai của cô thế mà lại giấu nghề quá đấy, lại còn muốn cùng bọn tôi chơi trò giả heo ăn thịt hổ nữa đúng không? Hôm nay xem như cô may mắn, cứ chống mắt lên mà từ từ nhìn xem. Trương Giai kỳ hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, mặt đầy không cam lòng nói. Ngay sau đó, cô ta liền muốn kéo Vương Hàng rời đi. Chờ một chút." Hàn Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. "Làm sao, cô còn muốn cái gì?" Gương mặt Trương Gia Kỳ liền thay đổi, quay đầu liếc Hàn Tiêu Tiêu một cái, tức giận hỏi. "Hình như cô quên mất chuyện gì rồi đúng không? Muốn đi cũng được thôi, ra giữa đường cái hô to ba tiếng, tôi là gái điếm, rồi nói chuyện tiếp." Hàn Tiêu Tiêu cười lạnh nói. "Hàn Tiêu Tiêu, cô đừng có mà quá đáng như thế, dù gì chúng ta cũng từng là bạn học cũ." mới vừa rồi những lời tôi nói chẳng qua cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, cô cần gì phải coi nó là thật như thế chứ. Trương Giai Kỳ nghiến chặt hàm răng, mặt dày nói, chương 213, kẻ ác cần có người ác hơn dạy dỗ. Sắc mặt của Vương Hàng thay đổi liên tục, trong lúc nhất thời bị Hàn Tiêu Tiêu phản bác đến nỗi á khẩu không trả lời được. Hàn Tiêu Tiêu, cô đủ rồi, cứ cho là một chút tình cảm bạn bè cũng không có đi, thì dù sao chúng ta cũng đều là người trưởng thành rồi, có đùa giỡn hay không, chẳng lẽ cô còn không phân biệt được sao? Nếu đổi là cô thua thì cô sẽ làm điều đó sao? Phần thưởng đánh cược chẳng qua chỉ là dùng để giải trí mà thôi, thế mà cô vẫn có thể nghiêm túc được cơ đấy, thật là khôi hài. Trương Giai Kỳ rất không biết xấu hổ trợn mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu một cái, sau đó nhìn về phía Vương Hàng, nói cục cưng, chúng ta đi thôi, đừng tranh cái cùng con đàn bà điên khùng này nữa. Đúng vậy, cùng cái loại so đo từng tí, bụng dạ nhỏ nhen này nói chuyện thật sự quá mệt mỏi, đừng lãng phí nước miếng thì hơn. Vương Hàng bĩu môi, mặt đầy khinh bỉ nói. Ngay sau đó hai người bọn họ định rời khỏi đây. Các người, Hàn Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, tức giận dậm chân tại chỗ. Cô thật sự là không nghĩ tới. Vương Hàng cùng Trương Giai Kỳ lại có thể không biết xấu hổ đến trình độ này. Muốn so tài cũng là bọn họ yêu cầu. Phần thưởng đặt cửa cũng là bọn họ nói ra quay đầu một cái, bọn họ lại chơi xấu khi thua cuộc. Còn trách cô bụng dạ nhỏ nhen, tính toán chi ly cơ đấy. Có một chút liêm sỉ nào không vậy? Trong lúc nhất thời, thân thể nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu bắt đầu run rẩy, tức không nói thành lời. Mắt thấy Vương Hàng cùng Trương Giai Kỳ muốn rời khỏi trường bắn. Quả nhiên, thứ rác rưởi chính là rác rưởi, cái bộ dạng quyệt nợ thật đúng là đem cảnh giới của việc không biết xấu hổ lên đến trình độ cao nhất nhỉ nhưng ngay tại lúc này một giọng điệu tràn đầy sự châm chọc vang lên trong sân mà người nói lời này chính là diệp thu từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh hàn tiêu tiêu không lên tiếng nghe những lời này cả người sắp đi ra khỏi cửa trường bắn của trương giai kỳ run lên bần bật nhất thời cứng đờ tại chỗ ngay sau đó cô ta nhanh chóng quay người lại hai mắt trợn lên nhìn thẳng về phía diệp thu cắn răng lạnh giọng hỏi anh nói ai là thứ rác rưởi ai đổi ý chơi xấu thì tôi chính là nói người đó đấy diệp thu mặt đầy bớn cợt nói có gan thì lặp lại lần nữa cho tôi trương giai kỳ hung hăng nhìn diệp thu tức giận nói không bằng một đống rác khóe miệng diệp thu hơi cong lên mặt đầy hài hước hỏi sao thế hình như cô rất không đồng tình thì phải đừng quên lời này là chính cô nói ra đấy một khi đã chấp nhận lời thách đấu thì không được đổi ý nếu ai đổi ý thì còn không bằng một đống rác rưởi chẳng lẽ nhanh như vậy cô đã quên rồi sao? Thứ rác rưởi kia. Ha ha. Hàn Tiêu Tiêu ở một bên nhất thời không nhịn được bật cười lên. Vừa rồi cô cũng bị kích động quá mức, không nghĩ tới cái này. Bây giờ nhìn lại, ban đầu trương giai kỳ tự đào hố, hóa ra lại là tự đào cho mình. Cái này gọi là lấy đá đập chân mình. Tâm trạng của Hàn Tiêu Tiêu nhất thời trở nên khá hơn không ít, trong lòng nghe vậy cực kỳ dễ chịu. Tuy nhiên nghe thấy tiếng cười của hàn tiêu tiêu vào trong tai trương giai kỳ trở thành thứ âm thanh diếu cợt đáng ghét nhất thế giới này nhất thời cả người trương giai kỳ cũng phát nổ hai mắt như phun lửa trợn mắt nhìn hàn tiêu tiêu cả giận nói hàn tiêu tiêu đây chính là bạn trai cô tìm đây sao tư chất gì thế này không phải là một tên đến từ nông thôn đấy chứ mồm miệng thật sự quá thối tới từ nông thôn thì thế nào cô cảm thấy mình rất hơn người phải không tôi thấy tư chất của anh ấy so với cô còn hơn gấp trăm lần đấy. Hàn Tiêu Tiêu lướt Trương Giai Kỳ một cái, cười lạnh nói. Tiêu Tiêu, cô sao có thể so sánh tư chất của tôi với một thứ rác rưởi như vậy chứ? Hai chữ tư chất dùng trên người cô ta, thật đúng là sỉ nhục hai chữ này mà. Khóe miệng Diệp Thu cong lên, mặt đầy ý vị nói. Nghe thế, Hàn Tiêu Tiêu cũng không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Lời nói Diệp Thu thật sự quá sắc bén, Từng câu từng chữ đâm thẳng vào điểm yếu của Trương Giai Kỳ. Nghĩ được những lời như thế, đổi lại thành cô thật sự cũng không nói ra được. Quả nhiên, có một vài lời thật sự rất đúng. Kẻ ác cần có người ác hơn dạy dỗ mà. À, Trương Giai Kỳ bị hai người bọn họ dùng lời nói của mình chọc tức đến sắp phát nổ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Vương Hàng, hai mắt đỏ bừng nói, Vương Hàng, anh rốt cuộc có quan tâm không đấy? Bạn gái anh bị người ta khi dễ như vậy chẳng lẽ anh chỉ biết đứng đó nhìn sao? Sai kỳ, em đừng vội, anh giúp em lấy lại công bằng. Vương Hàng vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Trương Giai Kỳ trấn an một chút. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu. Hàn tiêu tiêu có chỗ dựa đằng sau, anh ta không chọc nổi. Nhưng Diệp Thu chẳng qua chỉ là một người bình thường, anh ta có cái gì phải sợ cơ chứ? Cho nên, anh ta chuẩn bị đem tất cả tức giận, phát tiết của mình lên người Diệp Thu. Vừa thấy Vương Hàng bước tới trước mặt Diệp Thu, trợn mắt nhìn anh, sắc mặt u ám nói, tên nhãi danh, đừng nói tao không cho mày cơ hội, nhanh chóng xin lỗi bạn gái tao mau, nếu không đừng trách tao không khách khí. Vương Hàng, anh dám động vào anh ấy thử xem. Hàn Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn Vương Hàng, lạnh lùng nói. Hàn Tiêu Tiêu, đây là chuyện giữa đàn ông chúng tôi, em đừng có dính vào. Vương Hàng liếc Hàn Tiêu Tiêu một cái, ngay sau đó nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, nhãi danh, có bản lĩnh thì đừng để phụ nữ giúp mày ra mặt chứ. Tiêu Tiêu, không sao đâu. Diệp Thu nhìn về phía Hàn Tiêu Tiêu mỉm cười khoát tay một cái, rồi quay sang Vương Hàng, nhàn nhạt hỏi, vậy nếu tôi không nói xin lỗi, xin hỏi anh định chuẩn bị không khách khí với tôi thế nào vậy? Tao sẽ đem mày đánh đến ngay cả mẹ ruột của mày cũng không nhận ra. Tia sáng trong mắt Vương Hàng chợt lóe lên, cười lạnh nói, lúc còn học ở trường cảnh sát anh ta đã từng học bộ võ thuật của quân đội vô cùng lợi hại một mình đánh năm sáu người cũng không thành vấn đề cho nên chỉ cần anh ta ra tay tuyệt đối có thể giải quyết diệp thu trước tiên ồ phải không vậy thì thử một chút xem sao khóe miệng diệp thu hơi cong lên đầy vẻ bông đùa nói nói như vậy mày đây là chuẩn bị rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không rất tốt hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày thật tốt cho mày hiểu cái thứ tư chất nhà quê của mày, sau này ở trong thành phố, nhớ cục đuôi làm người, đừng có mà khoác lác nhiều. Vương Hàng cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh bỉ nói. Sứt lời, anh ta không nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay tóm lấy cổ áo Diệp Thu, định dùng một chiêu ném Diệp Thu qua vai ngã xuống đất. Thế nhưng... Khi anh ta đưa hai tay ra ta bắt lấy cổ áo Diệp Thu liền phát hiện ra. Diệp Thu thật sự là quá nặng, giống như một ngọn núi lớn vậy. Dù anh ta có dùng sức thế nào, Diệp Thu vẫn cứ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Vương Hàng nhất thời cả kinh, vội dùng toàn bộ sức lực, thậm chí đem sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ đến bây giờ ra sử dụng, mặt đỏ cả lên. Thế mà Diệp Thu vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn nữa biểu tình trên mặt Diệp Thu, vẫn thản nhiên như thường, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Chương 214, cảm ơn. Bởi vì anh quá yếu. Khóe miệng Diệp Thu cong lên, sau đó anh nhẹ nhàng vung lòng bàn tay phải lên. Trong chớp mắt, Vương Hàng chỉ cảm thấy một sức lực kinh người đánh vào bụng dưới của mình. Điều này khiến sắc mặt Vương Hàng lập tức thay đổi. A! À, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Toàn thân Vương Hàng cong lại như một con tôm, vừa ngã bay ra ngoài vừa gào thét. Cái bay này hạ cánh cách đó 6, 7 mét. Sau khi nặng nề rơi xuống đất, Nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Một màn này làm cho Hàn Tiêu Tiêu ngây cả người, nên biết rằng lúc Vương Hàng còn ở học viện cảnh sát, anh ta là một sinh viên vô cùng ưu tú. Sinh viên ưu tú là gì? Đó chính là tất cả thành tích của các môn đều đạt loại tốt. Không chỉ kỹ thuật bắn súng, khả năng đấu tay đôi của Vương Hàng cũng khá lợi hại. Năm sáu người đàn ông bình thường cũng không phải là đối thủ của anh ta. Đối với lần này cho dù là hàn tiêu tiêu thì cũng chỉ biết thở dài mà không giúp được gì. Khi thấy Vương Hàng ra tay với Diệp Thu, cô đã rất lo lắng, đang định chuẩn bị ra tay hỗ trợ cho Diệp Thu. Nhưng cô không nghĩ đến. Không biết là Diệp Thu đã dùng phương pháp gì. Mà Vương Hàng đã nhanh chóng hét lên một tiếng rồi bay ra ngoài, sau đó nằm im trên mặt đất không dậy nổi. Chuyện này thật khó lòng mà tưởng tượng được. Vương Hàng, sắc mặt trương dai kỳ lập tức thay đổi, cô ta lao nhanh đến bên cạnh vương hàng đỡ anh ta lên khỏi mặt đất phốc vương hàng ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu cả khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm những điều này khiến trương giai kỳ gần như kinh hãi cô ta nhanh chóng quay đầu chừng mắt nhìn diệp thu nghiến răng nghiến lợi nói anh anh đã làm gì vương hàng yên tâm chỉ là làm cho anh ta đau đớn một chút thôi ấy mà không chết được đâu diệp thu không cảm xúc nói anh xong rồi anh có biết đây gọi là động tay động chân với cảnh sát không cứ đợi mà vào tù đi trương giai kỳ nhìn diệp thu một cách đầy hung hăng đang định đỡ vương hàng dậy rời đi từ từ đã diệp thu nhàn nhạt nói anh còn muốn làm gì nữa trương giai kỳ nhìn diệp thu và nghiến răng hỏi mời cô hoàn thành vụ cược của mình đi nếu không tôi không ngại làm cho vết thương của anh ta nặng hơn đâu diệp thu chỉ vào sắc mặt tái nhợt của vương hàng lạnh lùng nói anh đang uy hiếp tôi sao khuôn mặt của trương giai kỳ run lên cứ xem là vậy đi nếu không tin cô có thể thử nhìn một chút xem diệp thu nhẹ giọng nói anh trương giai kỳ tức giận không ngừng trợn mắt tuy nhiên vì sự an toàn của vương hàng sau khi do dự hết lần này đến lần khác trương giai kỳ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mặt đầy không cam lòng nói được hôm nay coi như tôi xui xẻo tôi chấp nhận vậy không phải chỉ cần kêu ba lần là tôi là gái điếm thôi sao tôi làm là được chứ gì bây giờ mới nhận ra à làm việc này sớm hơn một chút không phải tốt rồi sao hà cớ gì lại đến nông nổi này diệp thu cười một cách tinh nghịch sau đó quay sang nhìn hàn tiêu tiêu đi thôi chúng ta đi ra ngoài đường thưởng thức màn biểu diễn của bạn học cũ cô nào nghe thấy thế hàn tiêu tiêu cũng lắc đầu và mỉm cười không thể không nói con người Diệp Thu trông thực sự trông giống hệt một tên hư hỏng. Chỉ là anh sử dụng những điều xấu xa đó cho những người xấu mà thôi. Đây chính là điểm mà Hàn Tiêu Tiêu đánh giá tương đối cao. Ngay sau đó, một nhóm bốn người cùng bước ra khỏi câu lạc bộ bắn súng 98K, đứng bên lề đường. Mà hiện tại đã 8, 9 giờ tối. Chính là thời điểm có nhiều người náo nhiệt nhất. Nhìn những người đi bộ qua lại và các phương tiện giao thông đang lui tới trên đường. Diệp Thu nhìn về phía Trương Giai Kỳ, bày ra động tác xin mời. Trương Giai Kỳ cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, mặt đầy vẻ chịu đựng, bất đắc dĩ đi đến bên đường, hướng về những người đi đường la lớn, tôi chính là gái điếm. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức thu hút những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, nhìn Trương Giai Kỳ như nhìn một người bị bệnh thần kinh vậy. Tuy nhiên, Trương Giai Kỳ chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại chịu nhục trước những ánh mắt này, nhắm mắt, tiếp tục kêu thêm hai tiếng còn lại sau đó trương giai kỳ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt của mình bắt đầu nóng hừng hực lên cô ta không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi nếu bây giờ trên mặt đất có một cái lỗ cô ta nhất định sẽ vào chui vào đó không do dự bây giờ đã được rồi chứ trương giai kỳ trừng mắt nhìn diệp thu cô ta nghiến răng nghiến lợi hỏi không tôi giọng nói to và rõ ràng đấy tôi tin rằng chắc hẳn nhiều người ở đây đã nghe được rồi nếu sau này cô đi trên đường chính mà có người hỏi thông tin liên lạc của mình, sau đó hỏi thêm giá cả nữa thì ngàn vạn lần cô cũng đừng cảm thấy kỳ lạ nhé. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt diễu cợt nói. Ha ha, Hàn Tiêu Tiêu nhịn không được phải bật cười thành tiếng. Bởi vì Diệp Thu quá xấu xa rồi. Vốn dĩ Trương Giai Kỳ lúc này đã đủ xấu hổ rồi. Anh còn nói như vậy nữa. Quả thực không cho Trương Giai Kỳ một đường sống nào mà. Đúng như dự đoán. Ngay lúc này, khuôn mặt nhỏ của cô ta sắp đỏ đến mức nhỏ ra máu. Được rồi đấy, tên nhãi kia, mày cứ chờ xem. Trương Giai kỳ hung tợn nhìn Diệp Thu, hàm răng của cô ta nghiến, kẹt kẹt. Cô ta thật sự hận không thể đem anh ta rút gân lột ra, ăn tươi nuốt sống. Thật quá đáng ghét. Thế nào, còn định trả thù tôi nữa à? Tôi khuyên cô không nên làm như vậy đâu, bởi vì chắc chắn cô sẽ hối hận đấy. Diệp Thu thản nhiên nói. Hừ, để xem ai mới là người hối hận, mày sắp chết chắc rồi. Trương Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Ngay sau đó cô ta cũng không còn mặt mũi để ở lại đây thêm một phút nào nữa, vội đỡ Vương Hàng lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Rất nhanh đã không còn nhìn thấy chiếc xe kia nữa. Diệp Thu quay đầu lại nhìn Hàn Tiêu Tiêu, cười hỏi thấy thế nào Tiêu Tiêu, hả giận chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu nhất thời đỏ lên, liếc Diệp Thu một cái, không vui nói. Anh gọi tôi là cái gì đấy? Tiêu, à, không đúng, cảnh sát Hàn. Ha ha, tôi không phải vì đang muốn diễn xuất như thật sao, còn chưa kịp thay đổi, xin lỗi nhé. Diệp Thu sờ sờ ít tóc sau đầu, cười nói. Diệp Thu, sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Hử, sao, có chuyện gì vậy? Trái tim Diệp Thu bỗng nhiên trở nên hoảng hốt bởi vì biểu tình này của hàn tiêu tiêu anh đã từng nhìn thấy nó đây chính là biểu hiện mỗi khi hàn tiêu tiêu rủ anh đến đồn cảnh sát uống trà chuyện này khiến diệp thu không thể nào bình tĩnh nổi nhanh chóng giải thích cảnh sát hàn tôi thực sự không cố ý gọi tên cô đâu sau này nhất định tôi sẽ chú ý cô phải bình tĩnh lại hôm nay là một buổi tối đặc biệt đừng nên bắt tôi về đồn cảnh sát chứ anh đang nói nhảm cái gì vậy ai nói tôi dẫn anh đến đồn cảnh sát chứ Hàn Tiêu Tiêu liếc Diệp Thu một cái, không vui nói. Vậy sao đột nhiên cô lại trở nên nghiêm túc thế để làm gì? Diệp Thu khó hiểu hỏi. Cảm ơn anh, chương 215, đầu bếp Hàn Tần nghe những lời này. Diệp Thu cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì trong quá khứ, hình ảnh Hàn Tiêu Tiêu trong tâm trí anh là một nữ cảnh sát hung bạo và tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, cô cảm ơn anh một cách vô cùng nghiêm túc. Diệp Thu chưa bao giờ nghĩ đến Chuyện này làm cho anh ít nhiều có chút bất ngờ. Không sao đâu, đều là bạn bè mà, nếu giúp được thì nhất định phải giúp chứ, sau này nếu có việc tương tự xảy ra, cứ gọi tôi lúc nào cũng được, đừng khách sáo." Diệp Thu vội xua tay, cười nói, "Anh thật tốt bụng, xem ra lúc trước tôi hiểu lầm anh rồi." Hàn Tiêu Tiêu lau nước mắt trên khóe mi, cười nói, "Cô hiểu lầm tôi chuyện gì vậy?" Diệp Thu mặt đầy tò mò hỏi. Tôi nghĩ anh sống trong khu biệt thự cao cấp như Hãn Hải Lam Thành, hơn nữa cục trưởng của chúng tôi còn thường xuyên trò chuyện với anh, nên còn tưởng rằng anh là một tên công tử ngỗ ngược, coi trời bằng vung, giống loại con nhà giàu có gia cảnh đặc biệt ấy. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ như anh hoàn toàn khác với tên nhà giàu mà tôi tưởng tượng ra." Hàn Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng nói, lau mồ hôi. Nhất thời Diệp Thu không nói nên lời. Bây giờ anh cuối cùng đã biết tại sao Hàn Tiêu Tiêu lại kiếm chuyện với anh ngay từ đầu thì ra ấn tượng đầu tiên anh tạo ra cho cô ấy là một công tử giàu có cơ đấy, còn ỉ vào chỗ dựa sau lưng mình mà gây chuyện khắp nơi nữa chứ. Thật đúng là quá oan uổng mà. May mắn thay, hiểu lầm bây giờ đã được giải quyết. Từ nay về sau, cũng không đến nỗi bị hàn tiêu tiêu mời đến đồn cảnh sát uống trà mỗi ngày nữa. Thực xin lỗi ha ha, hiện tại tôi đã biết là hiểu lầm anh rồi, thành thật xin lỗi. Anh hẳn sẽ không để bụng đấy chứ. Hàn tiêu tiêu mặt đầy áy náy nói. Thế xin lỗi là hết rồi à? Cô bắt tôi vào đồn nhiều lần như vậy, không phải nên bồi thường chút gì sao? Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đùa giỡn, xấu xa nói. Anh muốn bồi thường cái gì? Hàn tiêu tiêu cau mày nói. Ít nhất cũng phải cho tôi ăn bù cho bữa tối hôm nay chứ, đúng không? Tôi còn đang đói bụng đây này. Diệp Thu cười tâu tuét. Nghe thấy vậy, Hàn tiêu tiêu cũng sửng sốt, sau đó rất nhanh liền nở nụ cười, vội vàng nói đúng 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 mời anh ăn cơm suýt chút nữa đã quên việc chính rồi chúng ta đi thôi trên đường đi hàn tiêu tiêu nhớ đến tài bắn súng tuyệt đỉnh và khả năng đánh nhau vô cùng dũng mãnh của diệp thu cô không khỏi cảm thấy tò mò nhìn thẳng vào diệp thu hỏi đúng rồi diệp thu sao kỹ thuật bắn súng của anh lại tốt thế trước đây tôi có đi lính diệp thu nhẹ giọng nói những gì anh nói cũng xem như là lời thật lòng dù sao thì lúc mới bắt đầu anh quả thực đã trải qua một khoảng thời gian làm lính đánh thuê. "Thảo nào, tôi đã nói sao mà kỹ thuật bắn súng của anh lại có thể dị thường đến thế chứ. Hóa ra anh cũng là một người có tâm sự." Hàn Tiểu Thất như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó nhìn Diệp Thu với vẻ mặt mong đợi nói, "Nếu có thời gian, nhất định phải kể cho tôi nghe một chút chuyện khi anh còn làm quân nhân đã xảy ra những gì nhé." "Sao cô lại có hứng thú với những chuyện này?" Diệp Thu khó hiểu hỏi. "Thực ra Ước mơ của tôi khi còn nhỏ là trở thành một người lính, nhưng bố tôi luôn không đồng ý. Không còn cách nào khác, tôi đã vào học viện cảnh sát và trở thành cảnh sát. Hàn Tiêu Tiêu cười khổ, bất đắc dĩ nói. Nghe thấy thế, Diệp Thu cười lắc đầu một cái. Những cô gái khác phần lớn đều muốn trở thành một ngôi sao, hay là một người dẫn chương trình hào nhoáng nào đó. Thế mà Hàn Tiêu Tiêu lại có suy nghĩ muốn làm lính từ khi còn nhỏ. Thật đúng là quá khác biệt chấm chấm chấm, cùng Hàn Tiêu Tiêu ăn cơm tối xong, khi trở về nhà ước chừng đã hơn 10 giờ tối. Diệp Thu bước vào biệt thự, phát hiện Lâm Thanh Nhã vẫn chưa về. Vì vậy, anh vội vàng lao vào phòng tắm, cầm cây lau nhà lên, định lau một lượt quanh biệt thự trước khi Lâm Thanh Nhã trở về. Dù sao thì chiều nay anh xin nghỉ phép mà giờ còn trở về muộn như vậy, chỉ sợ sẽ khiến Lâm Thanh Nhã không hài lòng. Nếu ngay cả việc vệ sinh nhà cửa còn không làm được thì chắc chắn Lâm Thanh Nhã sẽ càng tức giận hơn. Tuy nhiên, Diệp Thu cầm cây lau nhà, vừa lau xong phòng khách lầu 1, chuẩn bị lên lầu 2. Thì ngay tại lúc này, đột nhiên có tiếng xe ô tô từ bên ngoài biệt thự chuyển đến. Còn nghĩ rằng đó là Lâm Thanh Nhã trở về. Diệp Thu vội cầm cây lau nhà lao ra khỏi biệt thự, đang định chào hỏi. Nhưng cảnh tiếp theo khiến Diệp Thu hết sức choáng váng chỉ thấy trong sân đậu một chiếc BMW X7 màu xanh ra trời vô cùng xa lạ. Lâm Thanh Nhã đang đứng trước xe, còn bên cạnh là một người đàn ông vô cùng lạ mặt. Khuôn mặt của người đàn ông trông khá điển trai, mặc một bộ vest màu xanh sang trọng, khi cười lên có vẻ rất thân thiện, là một người trông vô cùng ấm áp. Một người đàn ông như vậy, bất luận ở nơi nào, chắc chắn đều được các cô gái vô cùng hoan nghênh. Mà ngay lúc này... Lâm Thanh Nhã cùng người đàn ông đẹp trai đang đứng trước xe, trò chuyện với nhau. Thấy cảnh này, sự ghen tị trong lòng Diệp Thu lập tức nổi lên, cầm cây lau nhà bước nhanh lên phía trước, mỉm cười nói: "Thanh Nhã, em đã về rồi." Lâm Thanh Nhã và người đàn ông đang nói chuyện đều sửng sốt một chút, cùng nhìn về phía Diệp Thu. "Lâm tổng, anh đây là..." Người đàn ông cau mày, nghi hoặc hỏi. Lâm Thanh Nhã chỉ vào Diệp Thu và giới thiệu: "Đây là chồng tôi, Diệp Thu." sau khi nói xong lâm thanh nhã quay sang nhìn diệp thu và nói diệp thu đây là bếp trưởng hàn tần đừng nhìn anh ấy còn trẻ mà xem nhẹ hiện tại đã là đầu bếp ba sao của michelin rồi đấy tài nấu ăn của anh ấy tương đối lợi hại ồ diệp thu trầm ngâm gật đầu một cái sau đó nhìn về phía hàn tần khá lịch sự chào hỏi chào anh chào anh hàn tần khẽ mỉm cười sau đó nhìn diệp thu dò hỏi anh diệp trông còn trẻ quá khẳng định chắc hẳn là tuổi trẻ tài cao không biết anh diệp đang làm việc ở đâu cũng không tài cao gì cả tôi chỉ đang ở trong công ty của vợ lăn lộn kiếm cơm thôi diệp thu xua tay thản nhiên nói ồ hàn tần sững sờ một chút nhất thời ánh mắt nhìn diệp thu đột nhiên thay đổi không còn vẻ lịch sự khách khí nữa mà trở nên khinh thường vô cùng anh ta vốn nghĩ rằng diệp thu cũng là chủ tịch hoặc giám đốc cấp cao của một công ty nào đó nhưng bây giờ nghe ý tứ của diệp thu chẳng phải đây là một tên nhãi ăn bám sao nhất thời trong phút chốc hàn tần đã khinh thường của diệp thu tới cực điểm ngay sau đó anh ta không thèm nói chuyện với diệp thu nữa quay đầu sang nhìn lâm thanh nhã bởi vì anh ta cảm thấy tốn thời gian nói chuyện với một tên phế vật ăn bám như diệp thu chỉ đơn giản là xúc phạm thân phận của anh ta lâm tổng hôm nay đã muộn rồi nên tôi xin phép về trước ngày mai thứ bảy tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc kích thích vị giác chiêu đãi các khách quý ở nhà hàng của mình. Đến lúc đó, tôi sẽ mời rất nhiều quý bà quý cô ở Giang Châu đến tham gia. Mong cô có thể đến và tham gia cùng tôi, bởi vì mỗi món ăn trong bữa tiệc này đều được tôi cẩn thận tự mình nấu. Hy vọng tôi sẽ đủ may mắn để Lâm Tổng đến nếm thử một chút. Hàn Tần nhìn Lâm Thanh Nhã, gửi một lời mời hết sức lịch sự. Audio điện tử võ tấn bền Chương 216, chỉ có tôi mới xứng thẳng thắn mà nói. Là một đầu bếp ba sao của Michelin, Hàn Tần có kỹ năng nấu nướng vô cùng tuyệt vời, lại đẹp trai, trẻ tuổi và giàu có. Xung quanh anh ta không hề thiếu phụ nữ. Những quý bà, quý cô ở Giang Châu là những người anh ta tiếp xúc hàng ngày. Anh ta đã từng nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, đủ loại khí chất tao nhã. Tuy nhiên, cho đến bây giờ chưa có một ai có thể thực sự thu hút, hấp dẫn anh ta cho đến khi Lâm Thanh Nhã xuất hiện. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh Nhã, anh đã có ấn tượng sâu sắc về cô. Gương mặt đẹp như tranh vẽ của Lâm Thanh Nhã cùng khí chất lạnh lẽo trên cơ thể cô. Đối với Hàn Tần, chúng đều có một sức hút khó mà cưỡng lại được. Linh hồn và cơ thể anh ta thường xuyên mơ về Lâm Thanh Nhã, hận không thể ngay lập tức chinh phục được cô ấy. Mặc dù hôm nay chỉ là lần đầu tiên anh ta và Lâm Thanh Nhã gặp nhau, nhưng trong lòng anh ta đã nảy sinh cảm giác muốn đem lâm thanh nhã trở thành của riêng mình sau đó khi nghe nói lâm thanh nhã đã có chồng lúc này anh ta đã kiềm chế lại không ít tuy nhiên khi biết chồng của lâm thanh nhã diệp thu chỉ là một tên rác rưởi ở rể lại còn ăn bám trái tim đầy dục vọng chiếm hữu kia trong nhất thời lại hồi sinh trong suy nghĩ của anh ta anh ta mạnh hơn diệp thu gấp hàng trăm thậm chí cả hàng nghìn lần anh ta không chỉ có dáng dấp đẹp trai, nấu ăn giỏi mà còn giàu có. Sao có thể kém hơn tên phế vật ở rể như Diệp Thu được chứ? Tại sao Diệp Thu, một kẻ rác rưởi như thế lại có thể làm chồng của Lâm Thanh Nhã, còn anh ta lại không thể chứ? Nghĩ tới đây, khóe miệng hàn tần dâng lên một tia diễu cợt, thầm nghĩ, Diệp Thu ơi là Diệp Thu, tên phế vật như anh căn bản không xứng với Lâm Thanh Nhã đâu, cứ đợi mà xem, tôi đem vợ anh cướp đi như thế nào chỉ có người ưu tú như tôi mới có thể chân chính xứng đôi với cô ấy trở lại trong biệt thự diệp thu đặt cây lau nhà xuống nhìn lâm thanh nhã mỉm cười hỏi hôm nay có thu hoạch được gì không cũng tạm được tôi đã học được rất nhiều nhưng nếu muốn thực sự tiến bộ chắc chắn về sau phải chăm chỉ không ngừng học tập mới được lâm thanh nhã đang ngồi trên ghế sofa xoa bả vai cô mình mặt đầy mệt mỏi nói thấy thế Diệp Thu vội vàng đi vòng ra sau lưng Lâm Thanh Nhã, đem hai tay đặt lên bờ vai mềm mại của Lâm Thanh Nhã. Xin ủng hộ chúng tôi tại TRCMTAQEL.VN Thân thể thanh tú của Lâm Thanh Nhã đột nhiên run lên, nhanh chóng quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi anh định làm gì. Xoa bóp bả vai cho em, em thả lỏng người đi. Diệp Thu cười nói. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã hơi đỏ lên, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Diệp Thu bắt đầu xoa bóp bả vai cho cô, sức lực từ nhẹ đến nặng. Kỹ thuật điều luyện đó khiến Lâm Thanh Nhã vô cùng thoải mái. Ngay lập tức, Lâm Thanh Nhã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, dựa vào sofa, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ. Có lẽ cô ấy đã kiệt sức sau khi một ngày làm việc căng thẳng, thêm phải đi học nấu ăn vào ban đêm nữa. Trong chốc lát, liền tựa vào ghế sofa và ngủ thiếp đi. Thấy thế, Diệp Thu cũng bất lực lắc đầu một cái, sau đó không thể làm gì khác hơn là bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thanh Nhã bế lên, đi về phía lầu 2. Đến phòng ngủ của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, phủ chăn bông lên, rồi mới gión rén rời đi. Sau khi trở về phòng mình, đã hơn 11 giờ tối, Diệp Thu ngồi trên giường nhíu thật chặt đôi chân mày. Tối nay, ánh mắt của tên nhóc của Hàn Tần khi nhìn Lâm Thanh Nhã có vẻ không đúng lắm, đó là cái nhìn nguyên thủy nhất của một người đàn ông khi nhìn một người phụ nữ mặc dù anh ta đã che giấu nó rất tốt nhưng vẫn có thể phát hiện được dấu vết của sự ham muốn chiếm hữu trong đó nghĩ tới đây một tia sáng lạnh lẽo lóe lé lên trong mắt diệp thu lâm thanh nhã là điểm mấu chốt của anh thế mà lại bị anh ta muốn chiếm lấy làm của riêng nếu có người dám động vào lâm thanh nhã vậy thì anh sẽ tuyệt đối không tha vì vậy Diệp Thu trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Âu Dương Hạo. "Alo, lão đại đấy à, có chuyện gì vậy?" Giọng Âu Dương Hạo nhanh chóng truyền đến từ điện thoại. "Cậu sắp xếp đầu bếp tên Hàn Tần cho vợ tôi rốt cuộc có lai lịch gì?" Diệp Thu hỏi thẳng. "Hàn Tần nào? Hàn Tần là ai vậy? Tôi không biết anh ta." Âu Dương Hạo nghi ngờ nói. "Cậu không biết anh ta sao? Không phải cậu sắp xếp à?" Diệp Thu cau mày, nghi hoặc nói không phải, đầu bếp tôi tìm cho cô ấy là bậc thầy về ẩm thực của thủ đô lý nguyên lương. hai ngày nay tôi đang tìm cơ hội để sắp xếp cho chị dâu. còn tên hàn tần kia ở đâu ra vậy? chưa từng nghe nói qua. âu dương hạo vội vàng giải thích. lý nguyên lương, diệp thu sướng sờ trong dây lát. đúng thế, chính là người mà lúc trước muốn học hỏi kỹ năng nấu ăn của anh ấy, muốn bái anh làm thầy, kết quả là anh trực tiếp đuổi cậu ta đi tên nhóc này bây giờ đã thành bậc thầy về ẩm thực của thủ đô rồi. Khi các lãnh đạo của nhiều nước đến thăm Trung Quốc, đều đặc biệt mời cậu ta làm bữa tiệc chiêu đãi họ. Tôi thấy tay nghề của cậu ta cũng tạm được nên đã tìm gặp cậu ta, vừa nghe tin là giúp anh một chút việc thì ngay lập tức đồng ý. Khoảng hai ngày nữa sẽ chuẩn bị bay tới Giang Châu. Âu Dương Hạo nói, thì ra là thế sao? Diệp Thu như có điều suy nghĩ, gật đầu, ngay sau đó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không có gì đáng ngạc nhiên. Bản thân Lâm Thanh Nhã chắc là muốn học nấu ăn, cho nên cô đã nhờ bạn giới thiệu cho một đầu bếp, đó chính là tên Hàn Tần này. Mà đầu bếp anh để cho Âu Dương Hạo sắp xếp vẫn chưa đến. Không phải là cùng một người. Anh đã hiểu nhầm rồi. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Diệp Thu cũng yên tâm. Nếu Hàn Tần không phải là người mà mình tự tìm tới, vậy là được rồi. Nếu không, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? nhớ lại dáng vẻ kia anh lại thấy tương đối phiền muộn lão đại đã xảy ra chuyện gì sao âu dương hạo quan tâm hỏi không sao chút chuyện nhỏ này tôi có thể tự mình xử lý được diệp thu khẽ mỉm cười sau đó trực tiếp hỏi thẳng bọn buôn người trong danh sách tôi đưa cho cậu xử lý thế nào rồi tất cả đều đã tống xuống địa ngục không ai trong số chúng có thể sống được âu dương hạo lạnh giọng nói tốt lắm nếu không có chuyện gì tôi cúc máy trước đây diệp thu hài lòng gật đầu một cái ngay sau đó chuẩn bị cúc máy lão đợi chờ một chút âu dương hạo vội vàng mở miệng nói hử còn có chuyện gì diệp thu nghi hoặc hỏi người của chúng ta khi đuổi giết một tên buôn người phát hiện trong tay hắn ta có cô bé đã được chúng ta cứu tại chỗ hiện tại bọn buôn người đều đã chết còn cô bé này nên làm sao đây âu dương hạo hỏi không tìm được cha mẹ cô bé sao?" Diệp Thu nghi ngờ hỏi. "Không tìm được, hơn nữa khi hỏi cô bé cái gì nó cũng không biết." Âu Dương Hạo nói. "Thế à?" Diệp Thu cau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vậy cậu Thu xếp một chút gửi cô bé này đến cho tôi đi, tại cô nhi viện ở Giang Châu này tôi vừa mới kêu người quyên góp 10 triệu, nếu tự mang bé đến gửi gắm, chắc sẽ được đối đãi tốt hơn." "Được, vậy hôm khác em sẽ gửi đến cho anh." Âu Dương Hạo nhanh chóng nói. Diệp Thu đáp một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Đảo mắt đã đến sáng hôm sau. Lâm Thanh Nhã thay quần áo chuẩn bị đi ra cửa. chương 217, bữa tiệc kích thích vị giác, anh muốn đi cùng tôi. Lâm Thanh Nhã nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, vậy anh đi thay quần áo rồi chúng ta cùng lên đường. Được. Diệp Thu cười tâu tuét, sau đó vội vàng quay về phòng thay một bộ âu phục hàng hiệu nổi tiếng mà lâm thanh nhã đã đưa cho anh lúc trước không thể không nói quần áo thật sự có thể làm nổi bật lên khí chất của một người vào ngày bình thường trong tuần diệp thu luôn mặc áo ba lỗ và quần đùi giống như các cụ già thường đi tản bộ vậy đột nhiên bây giờ anh thay ra một bộ vest lịch sự giống như đổi thành một người khác vậy bất kể là về khí chất hay những phương diện khác đều giống như đã trải qua một cuộc thay đổi chấn động thấy thế lâm thanh nhã cũng khẽ gật đầu không biết tại sao cô phát hiện bây giờ càng nhìn diệp thu cô càng cảm thấy thuận mắt thời điểm trước đây khi vừa mới kết hôn bất cứ khi nào cô nhìn diệp thu đều có một loại kích động muốn đập chết anh ấy nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược tóm lại không thể tự chủ mà muốn nhìn nhiều hơn một chút nữa như thể người đàn ông này có một sức hấp dẫn riêng vô cùng đặc biệt đang thu hút cô vậy nghĩ đến đây lâm thanh nhã vội lắc đầu nhanh chóng nói với lòng mình lâm thanh nhã ơi là lâm thanh nhã mày có thể tỉnh táo và dè dặt hơn được không đừng gục ngã nhanh như thế chứ thật đúng là xấu hổ mà tuy nhiên khi diệp thu nhìn thấy lâm thanh nhã lắc đầu còn tưởng rằng cô không hài lòng với cách ăn mặc của mình vội vàng hỏi bà xã anh mặc bộ đồ này không được sao Vậy để anh đi thay một bộ đồ khác nhé. Không, vậy là tốt rồi, thời gian cũng đã muộn, cứ thế đi, tôi đi xuống tầng hầm lấy xe đây. Lâm Thanh nhã nhanh chóng lắc đầu. Nói xong liền vội vã chạy nhanh ra cửa. Cô sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, thực sự sẽ lộ ra sơ hở nào đó. Nhìn bóng lưng Lâm Thanh nhã nhanh chóng rời đi. Khóe miệng Diệp Thu cũng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhà hàng bách vị đây là một nhà hàng kết hợp giữa ẩm thực Trung Quốc và châu Âu. Thuộc tầng lớp cao cấp, mức tiêu thụ bình quân đầu người ở đây đều trên 1.000. Nổi tiếng khắp Giang Châu vì hương vị vô cùng hoàn hảo của nó. Nói cách khác, ở đây, cho dù đó là món ăn Trung Quốc hay món ăn châu Âu, bạn đều có thể thưởng thức được hương vị chân thực nhất. Vì vậy đây được xem là địa điểm được ưa chuộng nhất trong giới thượng lưu. Mà người sáng lập ra nhà hàng này chính là Hàn Tần anh ta là đầu bếp ba sao của Michelin. Chưa kể đến tài nấu ăn tuyệt vời, anh ta còn trông đẹp trai và đầy sức sống, có mối nhân duyên cực kỳ tốt với phụ nữ. Có không ít người đẹp thuộc giới thượng lưu đến nơi này để dùng bữa, ngoài việc thưởng thức những món ăn ngon ra, thì hầu hết họ đều muốn tới để gặp gỡ chàng đầu bếp điển trai này. Theo thống kê, khoảng 60% những người đến nhà hàng Bách Vị dùng bữa đều là phụ nữ. Chính vì điều này mà không ít những người đàn ông đã đến đây và đều thành công trong một cuộc đàm phán hay theo đuổi nào đó. Hàn Tần hấp dẫn phụ nữ đẹp, còn phụ nữ đẹp thì lại thu hút nhiều đàn ông. Đây là một vòng tròn tuần hoàn. Nhờ vậy, công việc kinh doanh của nhà hàng ngày càng ăn nên làm ra, trở nên vô cùng nổi tiếng. Ông chủ của nhà hàng này là Hàn Tần nhờ vậy dĩ nhiên càng kiếm được rất nhiều tiền. Mà hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập nhà hàng Bách Vị, vì vậy, Hàn Tần đã tổ chức một bữa tiệc linh đình và mời rất nhiều phu nhân cùng người nổi tiếng ở Giang Châu đến nếm thử các món ăn trong ngày trọng đại này. Tất nhiên, mục đích chính của anh ta là muốn đem Lâm Thanh Nhã đoạt tới tay mình. Kể từ lúc nhìn thấy Lâm Thanh Nhã, hồn phách của anh ta đã hoàn toàn bị cô ấy bắt đi, anh ta quyết tâm đem Lâm Thanh Nhã đuổi tới tay. Hôm nay chính là bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi Lâm Thanh Nhã của anh ta. Anh ta dự định sẽ chinh phục hoàn toàn vị giác của Lâm Thanh Nhã. Có câu nói, nếu bạn muốn bắt lấy trái tim phụ nữ, vậy đầu tiên hãy bắt lấy dạ dày của cô ấy trước. Đối với chiêu này, lần nào cũng hữu dụng đối với Hàn Tần. Anh ta đã từng sử dụng những món ngon của riêng mình để chiếm được trái tim của vô số phụ nữ. Cho nên lần này, anh ta tin chắc rằng mình nhất định có thể thành công. Về phần Diệp Thu, chồng của Lâm Thanh Nhã, anh ta hoàn toàn không để vào mắt trong suy nghĩ của anh ta. Chỉ là một tên phế vật ở rể ăn bám, thì có gì phải sợ cơ chứ? Căn bản không là cái đinh gì cả. Khi Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu đến nhà hàng Bách Vị, đã gần 10 giờ sáng, mà vào lúc này, trước cổng nhà hàng Bách Vị đã đậu rất nhiều xe. Hơn nữa đều là những loại ô tô hạng sang. BMW và Audi đều trở nên quá sức bình thường khi ở đây. Cuối cùng Lâm Thanh Nhã thật vất vả mới tìm được một chỗ đậu xe nhưng khi cô và diệp thu bước vào nhà hàng bách vị nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngần là một nhà hàng cao cấp nhà hàng bách vị được trang trí một cách sang trọng là điều không cần bàn đến điểm chính là những vị khách trong nhà hàng bách vị vào lúc này thoạt nhìn hầu như tất cả bọn họ đều là những quý cô lộng lẫy và cả người nổi tiếng nữa bất kể về khí chất hay cách ăn mặc đều cho thấy xuất thân không tầm thường chút còn về phần đàn ông thì căn bản lại rất hiếm có Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Thu như vừa đặt chân đến vương quốc của những cô gái vậy, không khỏi lắc đầu cười đùa nói, xem ra nhân duyên với phụ nữ của đầu bếp hàn thật không tệ, cao thủ tình trường là đây rồi. Thế nào, trông anh có vẻ hâm mộ quá nhỉ? Lâm Thanh nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, hỏi một cách lạnh lùng. Diệp Thu vội lắc đầu, nhanh chóng giải thích không, không, làm sao có chuyện đó được, sông như thủy rộng đến thế, anh chỉ uống một gáo mà thôi, chỉ có một mình em đã đủ thỏa mãn rồi hừ, đúng là đàn ông không có gì tốt đẹp mà. Lâm Thanh Nhã hừ lạnh, sau đó không để ý đến Diệp Thu nữa, đi thẳng vào nhà hàng. Diệp Thu thấy vậy cũng không biết làm sao. Vẻ mặt của người phụ nữ này đúng là một vị thần tháng 6, muốn thay đổi thì thay đổi ngay lập tức. Anh lại nói sai cái gì sao? Thôi quên đi, cứ thành thật đi theo cô ấy là được rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thu không thể làm gì ngoài việc nhanh chóng chạy theo. Bởi vì hầu hết những người có mặt đều là những quý bà, quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu ở Giang Châu. Vì vậy, có rất nhiều biết Lâm Thanh Nhã, khi đi ngang qua họ đều sẽ chào hỏi nhau. Về phần Diệp Thu đang đi sau lưng Lâm Thanh Nhã, tất cả mọi người đều phớt lờ anh. Bởi bất cứ ai thuộc tầng lớp thượng lưu hầu như đều biết Diệp Thu chính là anh chàng ở rể của nhà họ Lâm. Đối với tên phế vật ăn bám như vậy, đương nhiên rất khó mà lọt vào mắt bọn họ cho nên bọn họ không hề chào hỏi diệp thu thậm chí ngay cả nhìn cũng lười nhìn diệp thu một cái đối với chuyện này ngược lại diệp thu vẫn vui vẻ và nhàn nhã cứ như thế một đường đi đến sảnh chính của nhà hàng lâm thanh nhã vừa định tìm một cái bàn trống để ngồi xuống trước thì ngay tại thời điểm này hàn tần mặc đồng phục đầu bếp trắng tiến về phía lâm thanh nhã với nụ cười trên môi khi anh ta chú ý thấy diệp thu đang đứng phía sau lâm thanh nhã nụ cười trên mặt rõ ràng cứng đờ lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng mà anh ta che giấu cực kỳ tốt, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, mặt đầy nhiệt tình nhìn Lâm Thanh Nhã nói, hôm nay Lâm Tổng có thể đến đây chơi thật sự là làm cho cửa tiệm nhỏ của tôi vô cùng vinh hạnh. Đầu bếp hàn khiêm tốn quá rồi, nếu đây mà là cửa hàng nhỏ, thì e rằng ở Giang Châu này cũng không có cửa hàng nào lớn. Lâm Thanh Nhã cười nhẹ nói, ô, Lâm Tổng thật biết nói đùa, em cứ ngồi trước đi, tôi phải đi đến phòng bếp phân phó một chút, bữa tiệc kích thích vị giác ngày hôm nay sẽ sớm bắt đầu thôi. Hàn Tần tươi cười nói. Ngay lập tức, anh ta liền xoay người đi về phía nhà bếp. Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng nhìn qua Diệp Thu, hoàn toàn xem Diệp Thu như không khí. Hay quá! chương 218, những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biết ngay cả lâm thanh nhã khi nhìn thấy điều này, cũng đôi mày thanh tú của mình lại, cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô sợ Diệp Thu sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, liền quay đầu lại nhìn Diệp Thu, cố gắng giải thích, "Diệp Thu, đừng quá để ý. Đầu bếp Hàn có thể do quá bận nên mới không chú ý gửi lời chào đến anh." "Không sao đâu." Diệp Thu xua tay, mỉm cười nói, "Nếu là người bình thường, nếu bị xem thường như vậy, chỉ sợ đã sớm nổi giận." Tuy nhiên, Diệp Thu chưa bao giờ để điều đó trong lòng khuôn mặt vẫn tỏ ra thờ ơ như thường. Có câu nói thế này, mắt chó nhìn hạn hẹp. Là người thì hà cứ gì phải để ý đến suy nghĩ của chó chứ? Cho nên đối với chuyện nhỏ nhặt này anh không cảm thấy khó chịu chút nào. Thấy vậy, Lâm Thanh nhã cũng yên lòng, sau đó ngồi xuống vào bàn trống bên cạnh Diệp Thu. "Này, các cô nghe nói chưa? Hôm nay đầu bếp Hàn sẽ sử dụng các món ăn kinh điển nổi tiếng nhất của mình làm món chính trong bữa tiệc kích thích vị giác này đấy. Có phải là món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biết không? Wow, vậy hôm nay chúng ta thật sự có lộc ăn rồi đấy. Quá may mắn rồi. Xem ra hôm nay chúng ta đến đây hoàn toàn không sai. Nghe nói đầu bếp Hàn mỗi năm chỉ nấu món này một lần thôi đấy. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại có thể thưởng thức được. Không bao lâu sau khi hai người ngồi xuống bên tai truyền đến tiếng bàn tán của rất nhiều tiểu thư và phu nhân quyền thế. Nghe những lời này, khuôn mặt Diệp Thu hiện lên một vẻ vô cùng kỳ lạ. Những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc. Đây không phải là món ăn mà trước kia lúc nhàn rỗi anh đã tự chế ra sao. Ban đầu vì để đuổi tên nhóc Lý Nguyên Lương muốn bái anh làm thầy đi nên đã dạy cho cậu ta món ăn này. Đến nỗi những người khác căn bản không ai biết tại sao bây giờ nó lại trở thành một món ăn kinh điển của Hàn Tân? Nghĩ tới đây, Diệp Thu liền cau mày lại. So với Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã càng tò mò nhiều hơn. Bởi vì trước đây cô chưa bao giờ nghe thấy món ăn nào có cái tên kỳ lạ như vậy, giống như một câu thơ vậy. Vì vậy, cô liền quay sang một phu nhân ở bàn bên cạnh hỏi, những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biết là món gì vậy? Cô không biết món ăn kinh điển của đầu bếp Hàn sao? bà ta ngạc nhiên hỏi ngược lại biểu tình trên mặt bà ta cứ như thể lâm thanh nhã đang hỏi một cộng một bằng bao nhiêu vậy tôi vừa gặp đầu bếp hàn thôi hôm nay chỉ mới là lần thứ hai tôi đến nhà hàng của anh ấy lâm thanh nhã lúng túng giải thích hóa ra là thế này em gái à hôm nay cô thật sự có lộc ăn rồi đấy một năm rồi chúng tôi chưa được ăn lại món này lần nào nhưng chỉ mới lần thứ hai mà cô đã nếm được món này của đầu bếp hàn rồi thì thật không thể không nói, cô quá may mắn rồi đấy." Phu nhân kia mặt đầy hâm mộ nói. "Vậy có thể giải thích cho tôi biết đây cuối cùng là món gì không?" Lâm Thanh Nhã nhất thời càng trở nên tò mò hơn, nhanh chóng hỏi. "Đây là một món ăn vô cùng kỳ diệu, chẳng hạn như những món bình thường chúng ta hay ăn đi, nhiều nhất thì chỉ có thể nếm ra được hai loại hương vị, đó là chua cay, mặn ngọt hay gì đó. Thêm nữa, nếu thêm bất không chính xác thì chắc chắn món ăn sẽ bị hư ngay." khẩu vị cũng sẽ bị giảm đi, mùi vị lại kỳ quái không có cách nào ăn thêm được nữa. Nhưng món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc này lại khác, cô hoàn toàn có thể nếm được ba loại hương vị hoàn toàn khác nhau trong đó. Phu nhân kia mỉm cười giải thích. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ba loại hương vị khác nhau. Lâm Thanh Nhã sừng sốt ngay tại chỗ. Không sai. Người phụ nữ gật đầu, mặt đầy hào hứng nói. Trong món ăn này, cô không chỉ có thể thưởng thức được mùi vị của mùa xuân mà còn có cả hương vị nồng nàn của mùa hè thêm vào đó còn có sự tươi mát xanh biếc của cây rừng thật sự vô cùng hoàn mỹ hơn nữa ba loại mùi vị này phối hợp với nhau thế mà lại không có bất kỳ xung đột nào không gây ra sự khó chịu nào cho cô cả nó sẽ chỉ khiến cô càng lúc càng cảm thấy ngây ngất hơn mà thôi như thể cô đang ở trên thiên đường bay bổng vậy chuyện này có phải hơi khoa trương rồi không lâm thanh nhã lắc đầu có chút không tin cô sinh ra trong gia đình nhà họ lâm cũng xem như đã nếm đủ các món ngon của lạ trên đời ngay từ lúc còn nhỏ thật sự chưa bao giờ gặp qua món ăn nào khoa trương như lời bà ta miêu tả giống như miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết vậy rất khó có thể tin được cô không tin đúng không lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sau khi ăn tôi mới biết hóa ra trên thế giới thật sự có một món ăn ngon đến như vậy dùng bữa ở đây thật sự giống như đang thưởng thức một bức họa vậy cái cảm giác này thật sự khiến người ta vô cùng trông đợi. Một cô nàng xinh đẹp ngồi bên cạnh liếc nhìn Lâm Thanh Nhã một cái, không nhịn được nói. Đừng nói nữa, tôi sắp chảy nước miếng rồi đây này. Thật mong đợi quá, tôi đã đợi những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc này một năm trời rồi, cuối cùng hôm nay cũng đã có thể ăn rồi. Chờ một chút đừng ai đến cướp của tôi đấy nhé, hôm nay tôi nhất định phải ăn no mới được. Các phu nhân nổi tiếng xung quanh cũng đều dối rít lần lượt nói nghe những lời này lâm thanh nhã cũng cười lắc đầu sau đó nhìn về phía diệp thu hỏi anh tin không tôi diệp thu nhất thời không biết nói gì cho tốt món ăn này vốn là do anh ấy sáng tạo ra anh có thể không tin được sao huống chi bây giờ anh cũng không thể nghĩ ra được hàn tần đã được học món này như thế nào chẳng lẽ giữa lý nguyên lương và hàn tần này có mối quan hệ gì đó xem ra chỉ có thể đợi hỏi lại lý nguyên lương thôi lâm thanh nhã thấy diệp thu im lặng lắc đầu nói thôi hỏi anh cũng vô ích kỹ năng nấu nướng của anh cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu cứ đợi món ăn lên thưởng thức rồi kết luận sau vậy chỉ một lúc sau hàn tần một lần nữa trở lại đại sảnh của nhà hàng chỉ là bây giờ anh ta đã thay một bộ âu phục cao cấp điều này càng làm nổi bật lên vóc người cao lớn của anh ta hơn bao giờ hết nhất thời tất cả mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào cơ thể của hàn tần không ít cô gái đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh ta. Thực xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu rồi, tiếp theo tôi xin tuyên bố, bữa tiệc kích thích vị giác hôm nay chính thức được bắt đầu. Hàn tần những người ngồi dưới, cười ra vẻ ái náy, tay phải đặt lên ngực, hơi cúi đầu, vô cùng nhã nhận nói. Nói xong, anh ta không quên nhìn về phía lâm thanh nhã và mỉm cười một nụ cười anh ta cho rằng vô cùng đẹp trai. Không ít những phe nữ ngồi gần lâm thanh nhã đều trở nên mê mẩn, họ còn cho rằng Hàn Tần đang mỉm cười với họ. Chỉ có Diệp Thu biết rõ rằng, tên này hôm nay khẳng định không có ý tốt gì. Tuy nhiên, vì anh đã theo đến tận đây, nên cũng không sợ tên Hàn Tần này dở bất kỳ thủ đoạn nào cả. Nếu như anh ta dám ở trước mặt anh mà đụng tới Lâm Thanh Nhã. Như vậy thì Diệp Thu thề, tuyệt đối không để cho tên Hàn Tần này sống tốt được. Rất nhanh sau đó, dưới sự chỉ huy của Hàn Tần, người phục vụ bắt đầu chia các món ăn cho từng bàn mà mỗi món ăn được bày biện trên bàn đều giống nhau như đúc, do hàn tần tự tay nấu. Trong lúc nhất thời, một mùi thơm quyến rũ tràn ngập khắp nhà hàng. chương 219, mùi vị bình thường. Trên mỗi chiếc xe đẩy thức ăn đều mang theo một đĩa thức ăn lớn. Những chiếc đĩa này lại được đẩy kín dưới nắp inox nên tạm thời không cách nào nhìn được bên trong rốt cuộc là món gì. Thế nhưng, khi các tiểu thư và phu nhân có mặt tại đây nhìn thấy những thứ này, đôi mắt của họ đột nhiên sáng lên vốn ban đầu bọn họ cũng coi như tương đối rẻ rặt nhưng trong nháy mắt đôi mắt họ lập tức hiện lên một ánh nhìn đầy khao khát đồng thời mùi thơm nhẹ nhàng đi vào sâu lòng người lan tỏa khắp nhà hàng đem những mùi thơm của các món ngon trước đó ép xuống hoàn toàn chính là mùi này đây là mùi vị vô cùng quen thuộc ôi trời tôi thực sự sắp chảy nước miếng rồi đã một năm trôi qua cuối cùng tôi cũng có thể thưởng thức lại món ngon nhất trần gian này các vị phu nhân nổi tiếng đang thèm thuồng hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ này, trên mặt hiện đầy vẻ say mê. Ngay cả lâm thanh nhã cũng không nhịn được mà hít nhiều thêm vài lần. Bởi vì nó thực sự có mùi rất thơm. Vừa giống như mùi thơm của thức ăn, vừa không phải vậy. Nó mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng ngây ngất, rất kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Nhã cũng cảm thấy tò mò hứng thú với món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc kia nhìn vẻ mặt của lâm thanh nhã và sự mong đợi của những người phụ nữ kia hàn tần vô cùng đắc ý ngay sau đó nhìn về phía diệp thu với ánh mắt khiêu khích trong lòng cười nhạo tên nhãi thấy không đây chính là sự quyến rũ của một người đầu bếp anh cứ trơ mắt mà nhìn tôi cướp vợ của cậu đi đi rất nhanh thôi nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn hết bàn này đến bàn khác bắt đầu bày biện món chính cuối cùng lên mỗi bàn một phần mà hàn tần lại trực tiếp đi về phía bàn của lâm thanh nhã tự mình bưng thức ăn phục vụ cho cô. Điều này làm cho một đám quý cô, quý bà xung quanh hết sức ghen tị và hâm mộ. Hận không thể thay vào chỗ của Lâm Thanh Nhã. Thưa mọi người, chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được món ăn dưới nắp đậy kia là gì rồi. Không sai, đó chính là món ăn kinh điển do chính tôi sáng tạo ra dành riêng cho mình những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc. Tiếp theo, xin mời mọi người cùng thưởng thức. Hàn Tần nhìn mọi người có mặt ở đây, mỉm cười nói. Ngay sau đó, anh ta gật đầu với những nhân viên phục vụ phụ trách bưng món ăn một cái. Những người phục vụ nhanh chóng lấy nắp đậy của món ăn chính xuống từng bàn. Vào lúc này, món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biết ngay lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Không thể không nói, không chỉ cái tên của món ăn này vô cùng thơ mộng, mà vẻ ngoài của món ăn cũng giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Ở giữa đĩa là một bông sen. Đây là đóa sen thật, sau khi được quét đều với lòng trắng trứng, rồi đem nấu chín bằng kỹ thuật chuyên nghiệp đặc thù. Nó vẫn có thể giữ được màu sắc, hình dạng và hương thơm ban đầu của hoa sen. Hơn nữa hương vị lại rất tuyệt vời. Kết hợp thêm nước đường trắng đun sôi được tưới lên phía trên, tạo thành những hình vẽ trong suốt. Điều này làm cho đóa hoa sen này trở nên trong suốt như pha lê dưới ánh đèn, hệt như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn hảo. Tất nhiên, vẫn chưa hết vây xung quanh đài sen là một vòng hoa đào đỏ thắm những bông hoa đào này đều là những bông hoa đào được hái vào dịp trăng tròn của mùa xuân sau khi được bảo quản đông lạnh độ ẩm trong đó được giữ lại bây giờ khi lấy ra để làm thức ăn hiệu quả phát huy vừa đúng lúc cùng với kỹ thuật nấu ăn cao siêu vừa độc đáo vừa tuyệt diệu khi nếm thử cảm giác vô cùng tuyệt vời màu hồng của hoa sen kết hợp màu đỏ tươi thắm của hoa đào tạo nên một màu sắc tuyệt đẹp hơn nữa, không biết hàn tần đã dùng cách thức nào. Mà những bông hoa này lại có thể giữ được hình dáng nguyên mẫu ban đầu, giống như những bông hoa vừa mới nở rộ vậy. Điều này chứng tỏ được kỹ năng nấu ăn vô cùng xuất sắc. Như người ta thường nói, màu đỏ phải có màu xanh làm nền. Xung quanh những bông hoa này lần lượt là những thảm cỏ xanh mướt. Tuy nhiên, đây không phải là cỏ thật, mà là một loại rau dại có tên là mao ni. Sau trải qua sự gọt rũa tỉ mỉ, đã chạm khắc được hình dáng của thảm cỏ. Trông sống động như thật, thực sự giống như những ngọn cỏ xanh đầy sức sống mọc trên thảo nguyên. Đỏ đỏ hồng hồng xanh xanh, vô cùng tươi đẹp và sống động. Mùa xuân và mùa hè dường như kết hợp vào nhau một cách hoàn mỹ. Món ăn này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất tất cả trình độ bản lĩnh, thời gian công sức đều được đổ vào trong đó. Người bình thường, dù muốn bắt trước theo cũng không thể bắt trước được. Tuy nhiên, Diệp Thu nhìn món ăn trên bàn, nhưng lại khẽ lắc đầu. Món ăn này chính xác là món do anh tùy ý mà sáng tạo ra. Nhìn bề ngoài về cơ bản là giống hệt nhau. Nhưng, Hàn Tần chỉ bắt chước theo hình mẫu của mình, nhưng không học được sự tinh túy ở trong. Cho nên món những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biếc mà anh ta tạo ra này. Thậm chí còn kém hơn cả Lý Nguyên Lương. Ngay cả một phần năm của cậu ta cũng không bằng chứ đừng nói đến việc so với diệp thu đối với diệp thu món này anh không thể nào nuốt nổi được tuy nhiên với một món ăn như vậy mà khiến cho tất cả những tiểu thư và phu nhân nổi tiếng có mặt ở đây đều thèm nhỏ dãi ngay sau đó tranh nhau cầm đũa lên không nhịn được mà muốn nếm thử ngay lập tức khi hàn tần thấy cảnh này vẻ đắc ý trên mặt ngày càng tăng lên sau đó nhìn lâm thanh nhã mỉm cười nói lâm tổng nếm thử một chút xem sao đây chính là món ăn sở trường của tôi mỗi năm tôi chỉ làm một lần mà thôi, hầu hết mọi người có muốn cũng khó mà ăn được. Nói xong, khóe miệng Hàn Tần nhếch lên một nụ cười đầy tự tin. Theo anh ta nghĩ, chỉ cần Lâm Thanh Nhã ăn xong món này, rất có thể tâm hồn thiếu nữ của cô ấy 8-90% sẽ bị mình chiếm lấy mà thôi. Dù sao thì anh ta cũng đã dùng chiêu này trên vô số phụ nữ rồi. Vì vậy anh ta tin chắc rằng Lâm Thanh Nhã sẽ không bao giờ trốn thoát. Được, Lâm Thanh Nhã gật đầu một cái, Tao nhã cầm đũa lên gắp một bông hoa đào nhỏ đưa vào miệng ngay lúc này khuôn mặt lâm thanh nhã lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc bởi vì hương vị của loại hoa đào này đừng nói có bao nhiêu tuyệt vời giòn dai và hết sức trong trẻo giống như ăn nấm tuyết vậy nhưng so với nấm tuyết thì nó có một mùi thơm hấp dẫn hơn rất nhiều sau khi ăn xong thực sự làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong một mùa xuân vậy ngay lập tức Lâm Thanh nhã nóng lòng muốn nếm thử hoa sen và cỏ xanh xem sao. Một mùa hè sôi động, kết hợp cảm giác mát mẻ tươi mới của cỏ xanh hoàn toàn lấp đầy toàn bộ vị giác của cô. Đây thực sự là ba loại hương vị khác nhau, hơn nữa lại bổ sung cho nhau, không hề kỳ lạ một chút nào, ngon vô cùng. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh nhã lập tức bị rung động. Quá kỳ diệu, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nếm qua món nào ngon tuyệt diệu đến như vậy. Quả thực khiến người ta cảm thấy như được bay bổng trên thiên đàng. Nhìn vẻ rung động trên khuôn mặt Lâm Thanh Nhã, khóe miệng Hàn Tần hiện lên một nụ cười đắc ý, hỏi: "Lâm tổng, thấy thế nào?" "Quá tuyệt vời." Lâm Thanh Nhã thán phục gật đầu, sau đó ngay lập tức quay sang nhìn Diệp Thu nói: "Diệp Thu, anh cũng ăn thử một miếng đi, rất ngon đấy." "Ồ." Chương 220, chúng ta cùng đấu với nhau một trận vừa dứt lời. Không chỉ Lâm Thanh Nhã choáng váng, ngay cả Hàn Tần cùng tất cả những tiểu thư phu nhẫn nói tiếng xung quanh anh ta cũng phải sướng sờ. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn vào người Diệp Thu. Tên ăn bám này vừa nói gì thế? Anh ta mà dám nói món ăn kinh điển của đầu bếp Hàn có mùi vị bình thường sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ? Trên đời này còn có người nói về những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biết như thế sao? Thật tình, anh ta cho mình là ai vậy? Chỉ là một tên ở rẻ ăn bám của nhà họ Lâm thôi mà, đã được ăn món ngon nào chưa đấy? Tôi thấy chắc anh ta đang ghen tị nên mới cố tình nói như thế. Mọi người sôi nổi khinh thường châm chọc nói. Diệp Thu, đừng thất lễ, cho dù anh không thích món này cũng không được nói thế trước mặt nhiều người như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến mặt mũi của bếp trưởng Hàn. Lâm Thanh nhã vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh giọng nói. Anh chẳng qua chỉ đang nói sự thật mà thôi. Huống chi anh đã nói đủ khéo léo rồi. Nếu nói thật hơn chút nữa, đó chính là rất khó ăn. Diệp Thu nhún vai, mặt đầy rửng rưng nói: "Anh." Lâm Thanh Nhã đột nhiên bị Diệp Thu chọc tức nói không nên lời. Bởi vì cô cảm thấy Diệp Thu thật sự rất bất lịch sự. Tuy nhiên, không ai biết rằng Diệp Thu chỉ đang nói sự thật. Món ăn này ban đầu là do anh sáng tạo ra. Vì vậy thời điểm khi anh ăn món Hán Tần làm, chính xác có mùi vị giống như đang nhai xác nói mùi vị bình thường cũng coi như là đang khen anh ta rồi dĩ nhiên người bình thường chắc chắn không thể hiểu được cảnh giới của diệp thu ha 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 hàn tần ngay tại chỗ ngửa đầu lên cười một cách đầy khinh bỉ sau đó nhìn diệp thu mặt đầy châm chọc nói diệp thu anh nói món ăn kinh điển nổi tiếng của tôi khó ăn sao xin hỏi anh đã ăn món nào ngon rồi không phải tôi coi thường anh chỉ là lấy thân phận của anh Căn bản không xứng ăn món này của tôi, nếu không phải nhìn mặt mũi của Lâm tổng thì tôi đã đuổi cổ anh ra ngoài từ lâu rồi. Thế mà bây giờ lại còn dám nói món ăn của tôi rất khó ăn. Khẩu khí của anh cũng không nhỏ đâu nhỉ. Đúng vậy, cũng không nhìn lại thử xem mình là ai, thật sự cho mình là bậc thầy ẩm thực sao? Ngay cả món ăn nổi tiếng của đầu bếp Hàn mà cũng dám tùy ý đánh giá. Tôi thấy người như vậy chắc cả đời cũng chưa từng ăn món gì tốt đâu, cũng không xứng để ăn nên cút về ăn cơm trắng với dưa muối của mình đi. Dám nói món ăn của đầu bếp Hàn không ngon cơ chứ, ở toàn bộ cái giang châu này, tôi dám khẳng định không có đầu bếp nào nấu ngon hơn đầu bếp Hàn đâu, thế mà tên phế vật này còn có dũng khí để mở miệng nữa chứ. Những người phụ nữ ở đây ai cũng dối rít diếu cợt khinh bỉ nói. Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã trở nên u ám, cô trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, Diệp Thu, nhanh lên xin lỗi đầu bếp Hàn đi. Tại sao, nấu ăn không ngon, chẳng lẽ còn không để cho người khác được ý kiến? Diệp Thu bĩu môi, mặt đầy vô tội nói. Anh có xin lỗi hay không, nếu không xin lỗi, hôm nay đừng nghĩ đến việc vào nhà nữa. Lâm Thanh nhã lạnh giọng nói. Bởi vì vào giờ khắc này, cô cảm thấy Diệp Thu đang làm cho mình mất hết mặt mũi. Ai ra ra, Lâm Tổng à, em cũng đừng nóng giận, không cần phải so đo cùng người kém cỏi làm gì dù sao cả đời anh ta cũng chưa từng ăn thứ gì tốt đến vậy tôi có thể hiểu được hàn tần nhanh chóng giả bộ làm người tốt nhìn lâm thanh nhã mỉm cười an ủi đầu bếp hàn tôi thực sự xin lỗi nếu sớm biết hôm nay như vậy tôi sẽ không đưa anh ấy đến đây hy vọng anh không để tâm đến điều này lâm thanh nhã nhìn hàn tần mặt đầy áy náy nói vì thể diện của lâm tổng tôi đương nhiên có thể bỏ qua chuyện này nhưng tất cả những vị khách ở đây đều là người hâm mộ trung thành của món ăn này bây giờ diệp thu xúc phạm món ăn của tôi cũng coi như gián tiếp xúc phạm các cô ấy cho nên chuyện này tôi không thể làm chủ được hàn tần duỗi tay vẻ mặt đầy bất lực nói nghe thấy vậy sắc mặt lâm thanh nhã liền thay đổi ngay sau đó cô quay đầu lại nhìn các quý bà quý cô đang có mặt ở đây chỉ thấy bọn họ đều đã buông đũa xuống trợn mắt nhìn chằm chằm vào diệp thu khuôn mặt đầy sự tức giận thấy thế, Lâm Thanh Nhã cũng không biết làm thế nào, cô chỉ có thể hạ mình xuống, khách khí nói, thưa mọi người, tôi thật sự xin lỗi, xin hãy nhìn vì chút mặt mũi của Lâm Thanh Nhã tôi đây mà đừng so đo với Diệp Thu. Vậy không được, những đóa sen đào lúc trăng non nồng nàn màu xanh biết là món ăn khoái khẩu của tôi, thế mà Diệp Thu dám xúc phạm món ăn này, nói nó khó ăn, hôm nay nhất định phải để anh ta quỳ xuống đây xin lỗi chúng tôi, nếu không chuyện này không xong đâu. Đúng vậy, Diệp Thu chỉ là một tên phế vật ăn bám, lại dám xúc phạm đến đầu bếp Hàn và món ăn của đầu bếp Hàn như vậy, thật sự làm cho những người ủng hộ trung thành của đầu bếp Hàn là chúng tôi đây làm sao chịu nổi. Hôm nay, nhất định phải để Diệp Thu quỳ xuống dập đầu xin lỗi đầu bếp Hàn, nếu không, chúng tôi nhất quyết không bao giờ bỏ qua. Phải quỳ xuống xin lỗi, chắc chắn phải xin lỗi mới được. Các tiểu thư và phu nhân nổi tiếng ở đây đều bất mãn nói. Nghe những lời này, Sắc mặt của Lâm Thanh Nhã trở nên vô cùng khó coi. Nếu là người bình thường, cô nhất định sẽ trực tiếp bỏ qua những lời đàm tiếu này. Nhưng các phu nhân và cả những người nổi tiếng ở đây có xuất thân không thể coi thường được, trên căn bản đều thuộc những gia tộc nổi tiếng ở Giang Châu. Nếu bọn họ liên hiệp lại với nhau để gây áp lực, cho dù là tập đoàn Lâm thị cũng không thể nào chịu nổi. Cho nên nếu hôm nay không thể trấn an được bọn họ cho tốt, thì sau này tương lai của tập đoàn Lâm thị sẽ vô cùng khó khăn trên mảnh đất Giang Châu này. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh nhã hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, "Diệp Thu, đều là chuyện tốt do anh chọc phải mà ra, lời của mọi người anh cũng đã nghe rồi đấy. Mau xin lỗi đi. Anh chỉ nói sự thật, cho nên không có gì phải xin lỗi, đừng nói đến chuyện quỳ xuống." Diệp Thu nhàn nhạt nói, "Thật đúng là một câu chuyện hài hước. Diệp Thu anh có thể quỳ lạy cha mẹ mình?" có thể quỳ gối với vợ mình nhưng quỳ xuống trước những người này bọn họ không xứng anh lâm thanh nhã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thật đúng là bị diệp thu làm cho tức chết mà khi thấy diệp thu từ chối xin lỗi các tiểu thư và phu nhân nổi tiếng ở bên kia không ngừng gây áp lực liên tục thậm chí một số người còn định liên lạc với người nhà của họ để sau này không lui tới với nhà họ lâm nữa muốn phá vỡ mối quan hệ hợp tác với tập đoàn lâm thị Điều này làm cho Lâm Thanh Nhã ở thời điểm hiện tại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không biết nên làm cái gì cho phải. Thấy vậy, một tia sáng trong mắt Hàn Tần chợt lóe lên. Anh ta biết rằng cơ hội của mình đã tới. Chỉ cần nắm chắc cơ hội này thật tốt, không chỉ có thể giành được ấn tượng tốt đối với Lâm Thanh Nhã, mà còn có cơ hội đá Diệp Thu cút khỏi Lâm Thanh Nhã. Nghĩ đến đây. Audio điện tử võ tấn bền